Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình thuyết pháp chiều nay trong cái tháp Địa Tạng là Di Đà Indio, đúng ra là tôi là thuyết pháp vào lúc 3 giờ mà bây giờ là 3 giờ 11 phút. Nhưng mà có một vấn đề là hiện giờ ở trong cái chánh điện này là có cái kim quang của coi như là một Phật tử, là tức là cô Diệu Kiều, cô đã giảng sanh, thì cái tiến trình hộ niệm giảng sanh và tăng lễ thì quý vị đã coi trên livestream chứ không cần nhắc lại. Trong cái bữa nay cái bài pháp này thì tôi nhận những cái câu hỏi của nhiều người đã hỏi về vấn đề giảng sanh và vấn đề tu hành. Và trước khi mà chúng ta nói về cái chuyện Phật pháp á, thì nãy tôi có mấy ba câu hỏi mà tôi nhận được từ lúc mà tôi về tôi nghỉ trưa. Thì ba câu hỏi là như thế này, tại khác tôi có viết tôi viết rồi nhưng mà tôi cũng tạm nhớ, là có một cái Phật tử lớn tuổi khoảng 78 tuổi, cô coi cái livestream này mà cô không phải đệ tử của sư phụ, thì cô mới nói rằng cô có cái thắc mắc là tại sao Đức Phật lại mở ra cái pháp môn tịnh độ mà phải về cõi cực lạc mới hết khổ, trong khi đó tại sao có những cái pháp môn nào mà Đức Phật không dạy, mình còn ở tại cái cõi ta bà này mà mình hết khổ rồi mình có niềm vui giống như là nhân dân cõi cực lạc. Thì tôi nói có, nhưng mà không biết là cô có tu được hay không. Thì cổ ý cổ nói là thế này, tôi hỏi tại sao cô muốn vậy. Cổ nói về cổ á, hỏi tôi đó, cổ nói là cổ rất thương con, thương cháu và thương chồng, cho nên á, cho dù có đi về cực lạc á, mà cổ đi có một mình á, thì cổ cũng không có muốn. Thì cổ hỏi là bây giờ có cách gì mà giảng sanh là giảng sanh hết cả nhà để lên trển, phải không? Cổ nói vậy á, thì người ta có quyền suy nghĩ mà. Thì rồi cái tôi nói là gì, Đức Phật nói đó, ở trong cái mà khổ đây là do cái ái, thì cũng hỏi cái tình thương của người mẹ dành cho người con có sai không. Tôi nói không sai, tình thương của người con dành cho người mẹ có sai không. Tôi nói không. Nhưng mà khổ nói như vậy, tại sao thầy nói không sai thì thầy không đeo một cái pháp nào mà để cho tụi con vẫn ở đây mà tụi con vẫn biết kiếm được cái niềm vui cực lạc, thì có pháp môn đó không? Tôi nói có, nhưng mà không biết là cô có thực hành được hay không. Thì bây giờ tôi hỏi thầy, thầy có đem đi hay đi rồi này. Bây giờ ông Đức Phật có dạy cho ngay cõi này mình có thể biến ta bà thành cực lạc, quế độ thành tịnh độ đúng không? Có. Thì ý cho bà cụ này bà hỏi á, là bà nói, bà gài gài lòng chồng cho tôi, bà nói là mẹ thương con thương mẹ, vợ thương chồng, có sai không? Tôi nói không sai. Rồi bà nói nếu như vậy không sai thì bây giờ tôi kẹt cái đó mà Phật nói không sai, thầy nói không sai, thì bây giờ tôi á không muốn về cực lạc mình, tôi thấy cô Diệu Kiều gì đó cô về, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp quá mấy đứa nhỏ thế này, mình về cực lạc mà để cho mấy đứa nhỏ nó buồn, thành ra tôi thấy tôi không có đành. Mà khổ cái là tôi lại nghe nói lên trên đó lại biết được ở dưới này có thiện nhãn, thì cái đó là cái tôi rất thắc mắc. Nhưng mà bà cụ này ok, bà có quyền nghĩ như vậy, thì nhãn thì hỏi cái đồng ý không? Bà nói bà hỏi lòng vòng, tức là bà đặt cái tiêu chuẩn là bà hỏi tình thương giữa người mẹ dành cho đứa con có sai không. Tôi không sai. Tình đứa con dành cho người mẹ có sai nữa không? Tình yêu giữa hai vợ chồng mà hạnh phúc, bà nói vợ chồng bà rất hạnh phúc, là coi như hồi đó giờ ở nhau không có gây lộn, thành ra là bà còn nguyện đời sau gặp ông nữa, mà ông cũng nguyện đời sau gặp bà nữa. Thì bà hỏi làm sao mà chỉ cho cái pháp môn mà bà vẫn ở ngay cõi này mà vẫn gần chồng gần con, rồi được nếm cái mùi thương yêu coi như giữa mẹ con, cha con, chồng vợ, gì bà nói gia đình mới hạnh phúc ha? Nhưng mà tại sao bà không dạy cái đó mà dạy phải niệm Phật rồi phải về với kia, mà về là về từ người, bà không thích. Mới hồi có con Mỹ bà đi vượt biên đó là cũng chụp chết cả tạo,
cho đi là đi hết, chết là chết hết. Thành ra bà nói thầy bà đưa cái này thì bà thấy thầy sẽ có lẽ là thấy nó kỳ lạ trong cái đám đệ tử tu, nhưng mà bà muốn thầy thật có cái thế giới cực lạc hay như vậy. Tại sao ông Phật Di Đà có thế giới cực lạc hay như vậy mà ông Phật Thích Ca lại không có một cái thế giới ta bà cho nó hay giúp? Đó là câu hỏi bây giờ tôi dành cho thầy Thế Hỷ trả lời dùng như được sao tôi, nếu mà bà chịu thỏa mãn tôi sẽ trả lời. Mời thầy. Có một cái microphone thôi phải không? Dạ, con nữa. Thầy nói gì nè hả? Dạ không. Còn cái quan nữa. A Di Đà Phật. Và bạch sư phụ cũng như bạch chư tổ đức tăng ni và đại chúng, thật sự ra đó, nếu mà bà cụ nói rằng tình yêu vợ chồng của bà cụ thật sự là hạnh phúc, không bao giờ đau khổ hết, và tình yêu của bà dành cho con bà cũng luôn luôn hạnh phúc, con bà tình yêu của con bà dành cho bà luôn luôn hạnh phúc, thì ngay cõi đời này bà đã được hưởng cực lạc rồi. Tại sao? Vì thế giới cực lạc là không có sự đau khổ, chỉ hưởng những niềm vui. Mà nếu thật sự trong cuộc sống gia đình của bà hoàn toàn là vui thì bà khỏi tu, bởi vì hiện giờ bà đang ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Cảm ơn đệ tử Tùy Hiển Nhiên. Nó chỉ giải thích được trong cái bát khổ đó là bà được cái lợi là không phải là quán thắng hồi. Chú vị nghiệp trùng ý không phải được cái lợi là cũng như là ông như cô Diệu Kiều đó là thì là vợ chồng nhưng mà ở hai cái phòng riêng, phải không? Nấu ăn cơm chung nhưng mà không có ở chung, ăn cơm xong rồi về, thành ra là coi như là nó cũng chưa có được 100% hạnh phúc, nên là có nghi lộn, nói mà có bất nghĩa ý. Còn bà này là bà được cái là không phải quán thánh hội mà coi như là người yêu thương được ở gần nhau, phải không? Thì nó bà đã được hạnh phúc rồi đâu thầy, nhưng mà thật sự thì được bao lâu? Bây giờ bà đã 78 rồi thì ông nhà của bà ít nhất cũng phải là 78 tới 80, thì cái hạnh phúc này nó ngắn ngủi đối với cái hạnh phúc của cõi nhân gian cực lạc, nó quá ngắn ngủi, đúng không quý vị? Và nó còn bốn cái khổ mà tôi chưa nói tới là sanh già bệnh chết đó. Thì bây giờ bà thật, nếu mà bà sống hoài mà vợ chồng bà hạnh phúc như vậy thì không cần tu, nhưng mà vì tuổi thọ của cõi người nó quá ngắn, 100 năm lẻ không quý vị, lẻ lắm, cho nên vì quá ngắn. Và trong cuộc sống hạnh phúc của bà, tôi chưa biết là bà đã có tạo quan gia cái chỗ bà thuận duyên với gia đình bà, nhưng mà bà đã thuận duyên với những chúng sanh chưa? Bà có từng giết con này con kia chưa? Bà có ăn mặn chúng sanh hay chưa? Bà có gây ăn quán của những đời trước hay chưa mà nó chưa đổ ra? Cho nên cái vấn đề đó tôi bảo đảm bà nói là bà nói bà hạnh phúc, nhưng mà thật sự nếu mà thực sự đồng tâm thì bà phải sống mãi. Và bà sẽ, cái người mà càng hạnh phúc đó, mà khi cái ngày sanh lão bệnh tử đến thì càng đau khổ. Bây giờ có đồng ý không? Càng hạnh phúc thì càng đau khổ. Tuy nhiên Đức Phật và những cái bậc mà căn cơ thượng thừa thì người ta có thể sống ngay cái cõi này mà người ta không bị chi phối bởi đau khổ của bát khổ. Bây giờ tôi phân tích sanh là đối với phàm phu chưa ngộ đạo thì mình nói là khổ, rồi già mình cho là khổ, bệnh mình cho là khổ, và chết là khổ nhất. Bốn cái khổ đầu tiên tôi chưa nói về cái ái biệt ly. Ái biệt ly là về tụi con thương yêu má con quá nhỏ gái này nè, thì tụi con về nói vậy và cũng vui, ngày mai đưa đi thiêu rồi là con về con sẽ rất là khổ. Ái biệt ly không bao giờ gặp lại được mẹ, đúng không? Đó. Rồi cầu bất đắc là cầu không được dự ý. Rồi mình phải gặp những người mà không thích rồi phải ở chung, đó là quán thánh hội. Rồi năm ấm xí thẳng, tức là cái cơ thể mình nè, nó cứ gồm có chất nước, chất gió, chất đất, chất lửa. Hả, mà nước nhiều quá thì chúng ta lại bị bệnh phù lên, mà lửa nhiều quá chúng ta bị nóng, mà gió nhiều quá thì chúng ta coi như là bị hò khè đủ thứ chuyện, thành ra chúng ta suốt ngày điều hòa cái thân thể này. Thân thể này Phật học thì nói là rất nhiều những cái tế bào của tạo, nhưng mà Phật hồi xưa không thể nói cho dân Ấn Độ mà 2600 năm trước Phật nói là đất nước gió lửa đó. Cho nên bây giờ đối với thầy đó là bây giờ tôi nói bốn cái khổ đầu tiên sinh lão bệnh tử, thì những cái bậc mà chứng quả A La Hán rồi đó thì họ coi cái gì? Những cái bậc giác ngộ rồi họ coi sanh như mặc áo bông, mà tử như cổi áo hạ. Tức là bây giờ khi mà mình ở một cái thế giới
cái vị A-la-hán. Như vậy tôi phân tích rõ cái thế giới Niết Bàn và thế giới Cực Lạc nó khác nhau chỗ nào. À, thầy thì hiểu. Thế giới Niết Bàn của các bậc A-la-hán, những người chứng A-la-hán họ đạt được hạnh phúc không? Có. Như vậy cái hạnh phúc của một cái bậc vị A-la-hán không còn phiền não ở thế gian này, và cái hạnh phúc của cái người được giảng sanh về thế Cực Lạc nó khác nhau chỗ nào và nó giống nhau chỗ nào, thầy thì hiểu nó được không? Kiếm một cái microphone nữa. Dạ. À, còn lấy thí dụ ở thế gian, bây giờ một người ở Việt Nam họ muốn được đi sang Mỹ, bây giờ họ ráng họ chạy được sang Mỹ, họ sướng không quý vị? Nếu mà có công ăn việc làm tốt đẹp, sướng không? Sướng. Cũng giống như người A-la-hán. Nhưng một người Việt Nam mà nghĩ rằng mình sang Mỹ, mình có công ăn việc làm, mình phải giúp đỡ cha mẹ những người còn kẹt ở thế gian, đó là một Bồ Tát, thì hai cái hạnh nó khác nhau. A-la-hán cũng sướng vậy, nhưng mà cái hạnh A-la-hán tới đó là hết. Còn cái hạnh Bồ Tát thì nó khác chút xíu. Người mà chứng A-la-hán rồi trở về thế giới Niết Bàn của Đức Phật cũng sung sướng. Nhưng mà người phát hạnh Bồ Tát trở về thế giới Cực Lạc tu tiếp để hoàn trở lại cõi Ta Bà này cứu độ chúng sanh, thì đó là cái thế giới Cực Lạc để còn trở về cõi này để mà tiếp tục độ chúng sanh. Giống như một người đã đi Mỹ rồi, có công việc làm, có nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp con xinh, có tiền bạc dồi dào, còn muốn đem cái đó rồi để trở về giúp đỡ cho gia đình, để giúp đỡ những thân nhân, những họ hàng, những người còn khổ ở Việt Nam. Dạ, con chỉ thí dụ tạm như vậy. Cảm ơn thầy, thầy hiểu. Tuy nhiên cái chỗ này phải nói rõ đó, cái hạnh phúc của người chứng, Đức Phật nói rằng ở trong kinh nói, trong kinh mà Quỳnh Như Vô Lượng Thọ nói, nhân dân cõi Cực Lạc có niềm vui như tỳ kheo chứng được coi như A-la-hán, lậu hoặc đã hết. Thì cái niềm vui của cái người A-la-hán là gì? Tức là khi mà họ không còn, chúng ta không chứng quả A-la-hán tại vì chúng ta bị chi phối bởi cái ba cái đơn giản như là lòng tham, sự sân giận và cái ngu si. Mà chứng A-la-hán rồi thì thoát được cái lòng tham, phải không? Và họ không còn sân giận, và họ có trí huệ của A-la-hán chứ không phải trí huệ Bồ-Tát nha. Rõ ràng, trí huệ của A-la-hán là gì? Thấy cuộc đời này, cõi này là khổ, à vô thường, khổ, không và vô ngã. Trí huệ của A-la-hán, và họ biết tìm nguyên nhân nào để họ thoát khổ. Có người thì họ đi phương pháp 12 nhân duyên, họ thấy rằng cái khổ đầu tiên là do cái ái, thì họ chặt ngay cái ái là họ giết khổ. Cho nên cái vị chứng A-la-hán rồi đó, họ không còn luyến ái, thương con trai, thương con gái, thương vợ, thương con, mà tất cả họ đều nói tất cả các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Cho nên thì hỏi bây giờ nó chỉ chứng A-la-hán là cả ngày nó cứ ngồi nó nghĩ tới vợ, tới con trai, con gái, và nó nghĩ tới làm sao bảo vệ cái business, cái phòng mạch của vợ nó, hoặc là công ăn việc làm để cho nó duy trì được cái dòng tiền để nó đủ trả cho mình. Những cái chuyện đó là nó còn chấp vì vợ con. Nhưng mà khi mà nó ngộ A-la-hán rồi, nó không còn tham. Tham nó có nhiều, tham tiền, tham dục, tham sắc, tham cha, tham mẹ, tham gia đình, tham con đó. Thì nó coi như là lúc đó mà người chứng A-la-hán rồi thì họ nói má mất cũng là, má của mình cũng là từ duyên mà có, mà má của mình ra đi cũng hết duyên là tan. Thành ra họ không có còn bị chi phối trong phiền não. Cho nên cái người A-la-hán họ đạt được cái Niết Bàn là gì? Khi mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là một giáo sĩ Bà-la-môn, mà lãnh đạo dưới quyền của một ông thầy, có lúc này có trong tay tôi mấy trăm tín đồ. Sau khi Ngài bỏ cái địa vị giáo chủ Bà-la-môn qua quy y Phật, là Ngài theo rồi cái một bữa Ngài trở về quê gặp cái ông bạn Bà-la-môn, ông hỏi vậy chứ ông bỏ cái địa vị 250 người đệ tử anh trên ngồi trước của giáo sĩ Bà La Môn, ông theo ông Phật, ông được cái gì? Ông mới ta được Niết Bàn. Cái ông kia nói Niết Bàn là gì? Lấy cho tôi coi. Ông tưởng là cái vật chất. Thì Ngài nói Niết Bàn là tâm ta cũng còn bị đau khổ bởi tham sân si. Thì trong này cái trong 8 cái khổ đó, thì vị A-la-hán người ta đã đạt được, họ xóa được cái khổ là cầu bất đắc khổ. Mình ở đây mình cầu đủ thứ đó. Mà cái cầu này là do cái gì quý vị? Lòng tham muốn, hãy chặt được ngay cái đó. Thành ra kịp hội chứng A-la-hán rồi, như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, hay là Ngài Ca Diếp, Đức Phật kêu là hủ lậu
mà đã hết thủ lậu, mà gọi là cái gì? Vô lậu. À, là vô lậu, mà hủ dư niết bàn, ngài nhập niết bàn nhưng mà còn dư lại cái thân cuối cùng. Chẳng hạn như bây giờ tôi chứng quả là hát, nhưng mà tôi chưa hết thọ mạng, thọ mạng tôi tới 100 tuổi, tôi năm nay 70, tôi phải mang cái thân này 30 năm nữa. Nhưng mà tôi lúc đó là phiền não, tôi không còn bị chi phối nữa, và tôi được an lạc ở trong cảnh giới niết bàn. Niết bàn là tâm không còn đau khổ. Rồi bây giờ cái sanh tử sao? Họ cũng không còn chi phối bởi sanh tử nữa. Và cho nên khi mà các vị thiền sư mà khi họ chứng quả rồi đó, thì họ thấy rằng chết là cởi. Bây giờ mình đang ở Indo, mình mang cái thân này giống như mình đang ở Indo vào mùa hè tháng 7, tháng 8, ở đây có nhiều gì? 120, có không? 125 độ. Mà mình thoát được cái thân này ra đó, là giống như mình cởi được cái, coi như là cái áo mùa hè mà cởi đi được cái áo vậy đó, nó nóng. Cho nên sanh là mặc nó không, và tử là cởi áo hạ. Mùa hạ mà lâu nay mình phải mang cái áo tứ đại này hoài, cái thân đất nước cho lửa này, mà bây giờ cô Diệu Kiều cũng đã cởi được cái thân làm khổ. Như vậy lâu nay ở cõi này mình khổ là do cái thân rất là nhiều, khổ do thân rất là nhiều. Nếu mình không có cái thân này, chỗ nào mà khổ là để mà đổ đi. Thầy nói có nhiều người khi mà họ khổ đó, cái họ gọi điện thoại cho thầy, con trách ba má con tạo con ra làm chi vậy? Nếu mà không tạo con ra thì con đâu phải đi học, con đâu phải kiếm vợ kiếm chồng, con phải kiếm lớp. Tư tưởng nhiều khi thì khỏi nó bị khổ quá, nó cũng suy nghĩ tại sao có mình chi phải đừng có làm sướng không. Nhưng mà họ lầm tưởng rồi, tại vì nó phải có sinh cha quyết mẹ và cái thần thức của mình mới điều kiện tạo nên một bộ thai. Và những cái gì mình sống ở đây là do cái nghiệp của mình hết. Quý vị nhìn kỹ coi, trong gia đình năm đứa con, hai ba anh em, không có đứa nào giống đứa nào hết. Mặc dù do cái DNA của cha mẹ đó, tôi hỏi cô Huyền Cảm, cô có mấy đứa con gái đó, nhưng mà có đứa nào giống đứa nào không? Tánh hoàn toàn khác. Đó là mình mang cái nghiệp đời trước của mình đến đây, và cái nghiệp này đó, nó không bao giờ chấm dứt. Có người hỏi tôi trong kinh Phật nói, có cái thần thức, cái thân này thì nó có già, có hoại, có diệt, nhưng mà cái thần thức của con có từ lúc nào vậy? Họ hỏi tôi vậy đó. Nó hỏi tôi cái thần thức có lúc nào vậy, mà ai tạo ra thần thức, phải không? À, ở bên tôn giáo thì họ nói là Thượng Đế, Đức Chúa tạo ra, Đức Chúa Trời tạo ra cái linh hồn này. Nhưng mà đạo Phật thì không có như vậy. Phật nói nếu mà ta tạo được ra linh hồn cho các con thì ai tạo ra linh hồn cho ta? Cho nên Phật nói là vô thủy, vô chung. Chừng nào mà quý vị nói được á, trong một cái vòng tròn, một cái vòng tròn này, cái điểm bắt đầu từ đâu? Không có bắt đầu và không có chấm dứt. Cho nên mới gọi là hiểu được cái đó, trở về với cái Phật tánh của mình, kêu là bất sanh bất diệt. Cho nên cái hạnh phúc mà giờ tôi chỉ cho thầy, như bây giờ tôi ví dụ nè, người ở ngoài làng mà họ đào cả lúc mà mới thành lập cái làng này thì hỏi 500-700 người để chạy về làng để dự lễ khánh thành. Hàng tăng ni mà ào ạt ở trong này lúc đó cũng cần 40-50 người, thì họ có đồng ý không? Rồi vì lý do gì mà họ lại từ từ họ đi ra, mà còn lại bao nhiêu đây? Thì thật sự ra khi mà họ nghĩ rằng á, lưu lạc A Di Đà là coi như hết phiền não liền, và nhờ cái thần lực của A Di Đà, nhờ 48 lời nguyện của A Di Đà, cho nên họ thoát được những cái khổ ở thế gian. Nhưng mà họ lầm rồi, họ lầm rồi. Vô lạc A Di Đà thì nó hoàn toàn, lạc A Di Đà này không đem đến cái khổ cho quý vị, cái tượng Phật không đem cái khổ cho quý vị, cái tượng Ngài Địa Tạng không đem cái khổ cho quý vị, cái chuông, cái mỏ, quyển kinh không đem cái khổ cho quý vị, mà những cái vật mà nó vô tri giác này hoàn toàn không có cái gì mà nó làm khổ gì hết. Quý vị có đồng ý chưa? Từ cái cây, cái cỏ. Nhưng mà cái khổ là gì? Tại vì những cái khổ là do cái tâm chúng ta muốn biết rõ thế giới thiện trừ và cực lạc, sung sướng hay khổ đau, là phải tìm rõ cái nguồn gốc nó do cái tâm của chúng ta. Mà nếu mà cái tâm thì phân chuyện có hai cái tâm, một cái tâm thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác mà ai cũng có, gọi là tâm Phật hay là Phật tánh, và một cái nữa là cái tâm tham muốn, cái tâm tham dục, cái tâm tham không bao giờ dứt. Cho nên á, mình vô đây mình cứ tưởng là vô đây là tụng một cái buổi sáng thời lăng nghiêm, hồi đó là trưa thời Di Đà, chiều thời vô lượng thọ, rồi ngày rằm mùng một lại sám hối là hết khổ. Không phải như vậy.
mà phải thọ trì được những cái mà Đức Phật dạy cho mình thoát khổ. Ngay trong đời hiện tại bây giờ, tôi nói cái gì, một cái người á mà ở trong cái làng này mà tất cả cái tâm họ chỉ bám víu vào, bây giờ sáng qua tôi có nói một cái bài hát, tôi đi một vòng 70 cái phòng này để tôi coi 70 cái bờ trong cái làng này họ sống như thế nào, mà tôi đi một vòng tôi nhìn cái cách mà tăng ni họ nghiêng về cái gì. Ví dụ bây giờ tôi đi ngang ra một cái nhà cái phòng đó mà tôi thấy họ giữ gìn từng cái đồ mà rác á, từ cái lon recycle họ cũng giữ lại, từ một miếng giấy họ cũng giữ lại, rồi họ gom hết tất cả những cái gì mà thật sự ra là người họ không nghèo. Quý vị biết trong làng này có gì không? Họ cứ bám yếu vào tài sản. Thì bây giờ suốt ngày tại sao họ không giúp dục được cái thùng đó mà đem cho tôi còn vô lính Bắc nữa, phải không? Cái tivi đó mà kêu cho tôi đó, tôi cũng còn kêu lính Bắc nữa. Đời này nó xài tivi để chi thù không tránh, mà còn xài tivi đề mà còn cách. Rồi có những cái microwave, có những người họ chất chứa gì vậy, có những loại người không? Dạ, ở ngoài đời cũng có những người họ chứa đầy hết những vật mà họ không dùng được, mà đi đâu gặp cái gì cũng lộn về, có loại đó không? Thì như vậy người đó dù là tu tịnh độ, nhưng mà cái tâm họ lúc nào cũng bám víu vào tài sản, bám víu vào con cái. Thì lúc họ làm chung mình đi đâu? Cũng như ở đây là có một cái cô Phật tử tu hành rất là giỏi, sang tu xe. À, tôi thí dụ thôi, tôi nói cô có dẫn này, tôi chịu, tôi thánh tôi vậy. Cô rất kêu là Diệu Khai. Cô Diệu Khai giỏi không? Diệu Khai tụng kinh giỏi không? Thầy thì hiểu biết đó, là bất cứ chỗ nào hộ niệm mà có tôi đi, tôi tụng mấy quyển, cô tụng mấy quyển. Mà ai thấy một đang sanh, nhưng mà cổ con cái là tôi thấy cổ của cô Diệu Khai. Sao mà cô có bằng lái không? Cô nói dạ có, con có bằng lái, lâu lắm rồi. Tôi nói cô có xe không? Dạ có xe. Nhưng mà mỗi lần cổ đi đâu, cổ gọi Từ Hương lại đó. Thế tôi nói, ủa có xe, mà tại sao lại gọi Từ Hương đi đó? Phải không? Từ Hương cũng là một bà già, mà bà lái rồi bà lái nó mệt rồi, cô thì còn gọn gàng, bó đi Từ Hương thì nó sổ sữa. Mà cứ kêu cô Từ Hương đi đó, không hỏi làm sao. Cái cô thì cổ nói, thì cổ nói, thưa thầy, con ở trong cái khu gì, apartment hay gì đó, nhưng mà nó chỉ cho con có một cái bạc tinh. Mà bây giờ con phải đậu cái xe đó, nếu mà con bỏ con đi đó thì thằng khác nó vô nó đậu, cho nên con thà là con đậu xe để con giữ cái bạc kinh đó. Thành ra đó, tổ mặc dù cổ đi hộ niệm với tôi, cổ đi vô chùa cổ tu, nhưng mà cổ cứ trong tâm cổ nghĩ về cái bạc kinh để mà cổ sợ người khác giành. Thì như vậy đó, một ngày có 24 giờ, cổ cái tụng kinh giỏi lắm, cổ tụng 4 giờ, phải không? Mà nhưng mà 8 tiếng ngủ, còn lại 10 mấy tiếng nghĩ tới cái bạc kinh, thì cả đời cổ cũng nghiêng về Phật Di Đà có 4 lần mà nghiêng về cái bạc kinh rất là nhiều. 10 lần thì lúc chết là cô đi về đâu? Cô giảng sanh về cái bạc kinh đó. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Tôi phải đem như vậy quý vị mới thấy rõ. Tức là ở cái thế giới này buông không được cái bạc kinh. Rồi nhiều lúc tôi nói sao cô không buông ra ngoài ở? Cô nói buông ra ngoài ở nhà nó tiện lợi hơn. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì chỗ nó không có bạc kinh, mà cái nhà này có bạc kinh, mà cô thích cái bạc kinh đó. Cho nên quý vị thấy khổ sở không? Một bụng Phật pháp tụng kinh thì như là nước chảy qua trôi, tôi đi tới đâu bảo đi tới đó, nhưng mà rốt cuộc rồi á, cái tâm á thì cứ cột ở cái Phật kinh. Thì cái người này á mà chết á mà không gặp thiện hữu tri thức khai kỹ đó để tránh tan cái chấp đó, thì người này chết rồi là đi ra cái Phật kinh. Và cái Phật kinh đó thì nó đâu phải là cái vật mà hữu tình phải bằng đất nước cho lửa, thì bà trở thành là con ma. Cô hồn mà suốt ngày vẫn dơ ở ngoài cái bạc kinh nó để giữ, mà thằng nào vô độ của bả là bác sĩ bệnh xe gì. Tôi nói thì chắc bạn nghe trên xe đầu xe á. Thì có cái gì phải hiểu rằng không ai bắt mình. Cũng như bây giờ về có cực lạc, tại sao có cái biên địa, biên thành cực lạc? Tại vì cái người tu đó mà không có rõ ràng giống như quý vị đây nè. Khi tu hiểu lắm, rồi khi lại là lùi sụp, khi tham sân si đủ thứ chuyện, rồi có lúc nghi ngờ không biết là mình có giảng sanh được không, rồi nghi ngờ đủ thứ tư mà còn nghi, Phật Di Đà không làm gì, nhưng mà về tới đó vào cái nghi thành tịnh độ ở 500 năm, ở trong cái hoa sen, mặc dầu ở trong đó nó có đầy đủ thức ăn thức uống, đầy đủ những cái hạnh phúc như là cõi trời, ở cõi trời, nhưng mà nó không hạnh phúc. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ thầy thấy con về tội mới vô, nhưng mà con vô đây mà có người trong này bị làm bậy làm bạ rồi như vậy pháp thì phạt,
nhưng mà thầy xây một cái nhà giam bằng vàng và cái cầu bằng ngọc, thấy không? Rồi nhốt con trong cái đó, nhưng mà cái cầu thì bằng vàng, rồi ăn thì bắt vàng, ngủ trên cái giường vàng, nhưng mà bắt tự do con sẽ có cái hạnh phúc không? Đó, thành ra từ chỗ đó tụi con hiểu cái tâm á mà mình đã buông bỏ được hoàn toàn, không tham không sân không si thì chứng a la hán, và chứng a la hán rồi thì họ nhập vào niết bàn, mà nhập vào niết bàn thì họ chỉ tìm được cái niềm vui cho riêng họ. Đức Phật kêu là tiểu thừa. Và trong kinh Pháp Hoa Phật nói ta xuất hiện ở thế gian này là không phải truyền Phật tiểu thừa, mà không phải là ông nói nếu mà ta dạy cho một người mà chứng a la hán về pháp tiểu thừa là ta đỏ liền, ta đỏ sang tham có đọc đó không? Ai đã từng đọc Pháp Hoa? Nếu mà Như Lai phân biệt chia là ba thừa, tại vì căn cơ chúng sanh nó nhiều loại quá. Cái loại a la hán á, những người tu thanh văn là những người sợ cái cõi này nè, sợ cái cõi này. Cũng như bây giờ nhiều vị đệ tử trong này họ sợ cái cõi này quá rồi, nhất là mấy bà đã khổ vì chồng vì con, vì gì mà ở trong này cô Huệ Tiền cô sợ cõi này chưa, hay là còn muốn gặp Đại Đức rồi đó, là cô tu theo cái hạnh mà giảng sanh và tiểu thừa, tức là cô muốn thoát khỏi cái này thôi, thoát khỏi cái này thôi đó. Thì cái vị Bồ Tát a la hán bị Phật quở là gì, là độn căn bại chủng. Chủng có tiếng Hán nhưng mà chỉ việc là hạt giống. Cái hạt giống này nó chỉ nở một lần cho nó rồi nó không có kết quả trái, kết quả giúp người khác. Cho nên cái niết bàn của a la hán là họ hết tham sân si rồi, thì bây giờ thật sự ra họ không còn ham vàng. Cái người chứng a la hán còn ham vàng không? Có ham bảy báo không? Không có ham vàng bạc lưu ly pha lê. Có ham là lâu đài tòa cao không? Không ham. Họ cũng ham, họ về một cái cõi đó kêu là cõi tịnh cư thiên. Tịnh là thanh tịnh, cư là an ở. Họ sung sướng với cõi trời, nhưng mà rồi họ chấm dứt được luân hồi sinh tử. Nhưng mà rồi họ không có lợi gì cho Phật á. Quý vị tưởng tượng như bây giờ, lúc Đức Phật còn tại thế, 1250 vị thánh tăng khi nghe Phật sắp nhập niết bàn thì đua nhau để mà đi nhập niết bàn, là diện gì chứng quả đó. Họ nói là tại sao vậy? Không, tất cả thế giới này là không, vô tướng, tức là không có tướng cha, tướng mẹ, tướng thầy, tướng trò, tướng coi như là chúng sanh và tướng a la hán, mà vô tác là họ không còn tạo tác gì nữa. Mỗi cuộc đời này tuổi hết là lửa tắt, họ không có muốn tạo cái gì nữa. Cho nên đó, họ vào cái thế giới đó, thành ra là họ ngày A Nan là chưa chứng quả, mà ngày A Nan chưa chứng quả thì còn thương ghét không? Còn Đức Phật gặp với bà mới ông chúng ta là hắn lịch rồi con chào Đức Phật, ngày sáng là thuốc về quê nhập viện, rồi Sa Di vương đầu hút cái to này về trình trị Phật. Còn ngày A Nan thì thấy ông sáng là Phật đi rồi cái là về, cái ông Sa Di vương cái hụt cốt về cái khóc bù lu bù lo, ông sư huynh đại sư huynh ngày nào còn ở đây để mà giúp đỡ cho đệ tử nghe pháp, mà bây giờ chỉ còn có bộ xương này khóc, bộ xương này ngày khóc, thì Phật mới kêu A Nan. Ông Xá Lợi Phất á, ông nhập niết bàn, ông có lấy đi cái trí huệ của ông không? Ngài Nan nói dạ không có. Ủa, rồi ông Xá Lợi Phất ông nhập niết bàn, ông có lấy đi cái công đức ông? Dạ không có. Không có mất mớ gì khóc. Cái đó là cái ngu của quý vị. Như rõ ràng, bây giờ con gái của cô Diệu Kiều, má con chết đi, có lấy đi bao nhiêu tiền trong ngân hàng của con không? Có lấy đi cái sự hiểu biết học hỏi cho bằng cấp của con không? Có học ở lớp mấy? Xong đại học phải không? Học xong đại học là má con đi về việc lạc, má con có lấy đi cái trí huệ con đang có bằng cấp, má con chết thì tự nhiên con trở thành ra là coi như là cái người không có biết học cái chữ, có không? Không có mất cái gì hết á. Mà má con thoát được cái thân khổ này, phải không? Tại sao phải khóc? Tại vì con chấp vào cái thân này là thật. Mà cái thân này nè, có vay là có mượn nè, có trả. Trên thế gian này, có cái gì mà vay mà không trả không? Không có. Cho nên, thầy ví dụ cho con thấy, như sư phụ bây giờ chưa có chứng A-la-hán, nhưng mà sư phụ chứng được những cái phần niết bàn của cái vị A-la-hán. Ví dụ như bây giờ, các vị thầy khác họ đi xe đẹp không? Nhìn cái sư phụ mình, chiếc xe của sư phụ mình, và chiếc xe của những vị tăng ở Hoa Kỳ, quý vị thấy họ đi xe sang không à? Xe sư phụ đi bây giờ là 1980 mấy được không à? Không? Thầy nghĩ lên trên mà thấy xe thầy là biết rồi đó. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì thầy thấy cái xe là phương tiện di chuyển. Và đi cái xe càng lớn thì càng khổ thôi.
thì trong kinh điển tạm kêu là địa ngục thiết xa, có không? Thì hỏi đi cái xe mạng CD, tức là địa ngục thiết xa. Còn ngủ trên cái giường mà ngon thịt ngon đó, thì kêu là địa ngục thiết xa, hiểu chứ? Rồi đã ra cái thầy giảng núi thiết gì, ở trong kinh điển tạm núi thiết gì có địa ngục không? Dạ, dạy dấu động đó, tiền thân của ngài văn mục đó là địa tạng của Bồ Tát đó. Dạ có, trong núi thiết gì có địa ngục, vậy là chỉ có thật không? Vô độc ở trong quỷ dương nói là có. Như vậy núi thiết gì là gì? Bây giờ cô Diệu Kiều, cô có chịu thua ông Thầy Đức không? Không thua. Ông Thầy Đức thì một phai lốt cái gì đó cũng hòa, giỏi lắm, học ra phai lốt là trái lái không được nữa. Ông có chịu thua cô Diệu Kiều không? Không. Cho nên cái bản ngã của cô mà nó cứng ngắc, cô không bao giờ một cái núi mà bằng đá thì còn có thể bị thời gian sôi mòn, nhưng mà cái núi này bằng sắt thiết là núi vi, chu vi cái núi này nó bằng sắt, và ông Thầy Đức cũng có một cái núi thiết gì, mà hai cái núi thiết gì này nó không có núi nào chịu thua, cho nên hai cái núi này nó đụng nhau là nó tạo phiền não, và tạo phiền não thì cái gì nó làm cho mình đau khổ bất như ý thì gọi là địa ngục. Giả sử như bây giờ Hằng là nó chồng của thì hỏi là chồng của Hằng. Hằng là nha sĩ có phòng mạch, tụi nó có nhà cửa bạc triệu ở dưới Bù Xà, nhưng mà nó về nó cứ thấy Hằng anh hiếp nó quá mà nó thấy nó không hạnh phúc, thấy không? Là bắt đầu rồi tự nhiên nó ra đi ngoài đường, cái mùng một mùng hai Tết thì nó gặp một cô nhỏ không lét, mà nhỏ không lét này nó lại đẹp nhẹ nhàng gọn gàng, thì bây giờ cái người hỏi nó, bây giờ anh xin gặp vợ của anh, con vợ chồng của anh, vợ du đản của anh là anh Hằng, anh nói anh lên làm, nhưng mà anh lại gặp em, nó nói em không có gì hết á, em nhà ở đâu, em không lét, em ngủ ở dưới cái cầu đường, thấy không, cái cầu đường cái khu Bù Xà á. Mà điện thoại nó ở đâu để anh lại, thì điện thoại nó lén chạy lại, mặc dù ngồi chui dưới cái cọng đồng cầu, rồi điện thoại hai đứa ăn ổn đi, nhưng mà nó thấy thiên đàng còn hơn là ngồi ăn mâm cơm khổ đầy. Như vậy cái địa ngục và cái thiên đàng này nó đâu vô cái tâm mà nó thôi, cái gì đồng ý không đó? Thành ra như vậy quý vị thấy rõ ràng như vậy á. Bây giờ thiết gì là mỗi cái bản ngã của mình, cho nên chỗ nào người đó có bản ngã thì người đó tạo ra địa ngục trong gia đình. Mà nếu ở trong chồng á, người chồng mà họ dẹp, họ tu vô lòng tin Chúa Thầy Đức vô đây á, thì núi tu di của cầu tám vạn bốn ngàn dặm. Cái chuyện tám vạn bốn ngàn dặm không có nghĩa là một con số thật sự, mà người Ấn Độ cái gì quý vị thấy không? Tám vạn bốn ngàn pháp môn, Phật làm gì để được tám vạn bốn ngàn pháp môn, mà kinh nó là tám vạn bốn ngàn pháp môn, thấy không? Cái danh từ đó là danh từ của tướng số Bà La Môn. Cái gì nhiều quá là nói cũng như mình nói Việt Nam mình, trời ơi nó nhiều hết biết, tức là cái không còn định lượng, mà con số tám vạn bốn ngàn pháp môn là mình chỉ có gì hiện giờ mình biết có 10 pháp môn thôi, phải không? Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, Pháp Hoa Tông, Ba Nghiêm Tông, Vô Tướng Tông, Thành Trật Tông này kia đó, chưa bị nếm được cái đầu ngón tay, mà trong kinh Đức Phật để lại tám vạn bốn ngàn pháp môn. Thành đừng có làm cái danh từ đó, danh từ đó là nói là cái số quá nhiều. Cũng như thằng này á, trời ơi nó khôn hết biết, phải không? Cái chữ hết biết là không còn nói được nữa. Cho nên từ chỗ đó, nếu mà hai cái người đó mà Đức Chúa Thầy Đức vô đây mà gia đình bắt đầu ở ngoài đó, là hai cái ngọn núi này đều tám vạn bốn ngàn do tuần cao lắm. Cái do tuần, một do tuần là 20 dặm, cái gì coi nó cao cỡ nào, phải không? Nó cao thì như vậy á, ở đó mà hai cái ngọn núi này nó đụng nhau, cho nên nó khổ quá, nó chạy vô chùa, cái nhà là địa ngục. Nhưng mà vô đây rồi đó, dù như cô Diệu Trì mà cũng nghe kinh Phật, từ từ cũng cúng dường bớt cái bản ngã của cổ. Là đầu tiên con người mình có nguyên một cái thân như vậy nè, thì bữa đó cô Diệu Trì có tụng Phật Hoa, cô nghe nói kinh Phật Hoa hay quá, mà ai mà đốt một cánh tay cúng dường thì tiêu được cái luân tội, cũng đốt bớt cánh tay, mà không phải là đốt cánh tay này đâu, mà đốt bớt cái bản ngã, cái núi cũng chặt, chặt bớt cục sắt ra. Cái vài bữa cổ nói cũng cúng dường cái đầu cho Phật, đâu phải là lấy cái đầu này mà cũng chặt bớt cái bản ngã cổ chút một chút. Thì từ từ đó là hồi xưa là ông Tệ Đức nói cái gì là cổ ăn miếng trả miếng, bên tám lạng người nửa canh. Nhưng mà bây giờ đó là coi như ông Tệ Đức nói ba tiếng thì cổ chỉ trả lời là một tiếng, rồi là từ từ cái cúng dường luôn cả cái phần thân, cúng dường luôn, cúng dường như vậy cho tới khi nào tới ngọn núi mà thiết nhiên không còn gì nữa đó, thì cái địa ngục cũng hết.
Thì lúc này cái ông này đó, ông Thầy Đức, ông cũng không có gì đâu, thì từ từ ông cũng lùi lại. Thì từ từ ông cũng xấu hổ. Ông thấy tại sao vợ mình tự nhiên nó vô đây, rồi từ từ nó trở thành cái hiền hòa Bồ Tát. Cái bản ngã nó từ từ teo dần hết. Thì đến từ nhà Phật gọi là cõi trời tứ thiên dương và cõi trời đau lợi ở đâu vậy quý vị? Ở núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di, cái địa ngục thì ở núi Thiết Di, khi còn bản ngã thì ở núi Thiết Di, và khi tu huệ tiền thì chú huệ đức á, mà tu thì nó trở thành là núi Tu Di. Mà núi Tu Di á thì nó sẽ là ai ở? Tức là những chư thiên ở, là những người có cái thập thiện từ bi hỷ xả. Cho nên cõi trời tứ thiên dương và cõi trời đau lợi ở ngay núi Tu Di, phải không? Còn cái núi Tu Di là nó chia làm ba phần. Ở dưới chân núi á, ở dưới chân núi á là Atula ở. Ở lưng chừng núi á là loài gì? Là trời tứ thiên dương ở. Ở trên đỉnh núi á là trời đau lợi ở. Tại sao ở trên núi là Atula? Thì bắt đầu mình tu di thì mình vẫn còn sanh. Mà còn sanh á thì lâu lâu Atula nổi tâm hoành lục tạch trên những lộ thì mới ở dưới chừng núi. Tu riết thời gian sau tu di hai người tu riết lên chút là thành tứ thiên dương, phải không? Tu từ tứ thiên dương lên chút là lên tới đau lợi. Rồi từ đau lợi mà lên tới dạ ma và đấu sức thì không còn núi Tu Di, nó dẹp hết cái đó mà vẫn còn hưởng cảnh lạc dục của chư thiên. Thì hiểu được những cái câu là núi Thiết Di và núi Tu Di chưa? Lâu nay tụi con nhớ ngài A Nan thấy thế giới cực lạc trong cái kinh Vô Lượng Thọ. Rồi ngài A Nan mới hỏi vậy, ở cả thế giới nó không có núi Tu Di Thiết Di, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, có không? Trong kinh nói đó, ở thế giới cực lạc của Phật Vô Lượng Thọ không có núi Tu Di, không có núi Thiết Di, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi, nếu mà không có núi Tu Di, không có Thiết Di thì địa ngục trụ ở đâu, và coi như là chư thiên đau lợi ở đâu? Thì Phật nói vô cái nghiệp thật ra đó là ám chỉ rằng thế giới cực lạc không còn bản ngã nữa, không còn bản ngã nữa. Cho nên từ chỗ đó tụi con đọc kinh Nguyên Nghĩa tụi con mới thấy rất là hay. Và như vậy tôi trả lời cho cái bà cụ đó hỏi tôi, nếu bà cụ biết áp dụng những lời kinh của Phật, thấy không? Ở đây mình phiền não mà ở nhà, rồi mình tưởng vô chùa là mình phiền não nữa. Không phải, mình cái tâm mình vẫn như vậy, cái núi Thiết Di, cái bản ngã mình vẫn cao nhất. Ở trong hàng này quý vị thích cười lắm. Thí dụ như bây giờ có một người biết làm nghề, tôi thí dụ như chú Thầy Đức biết làm nghề đó, chú có sửa được, chú cầm cái thua lên, chú cầm khoan, chú cầm máy này máy kia, máy cắt được hết. Nhưng mà nhiều khi chú lại chú đi làm cho một cái bà cụ, bà không biết gì hết mà bà vẫn chỉ cho chú. Chú Thầy Đức có gặp trường hợp đó chưa? Mình thì nghề nghiệp, mình là cái người biết tập đồ nghề, mà cái bà đó không biết đồ nghề mà bà có chỉ mình, thì cái đó kêu là gì? Ngã mạn. Mình có nghề nghiệp, mình có trình độ, mình có cái khả năng để làm lên một cái, dù mình có khả năng đi sửa xe, mình có bằng cấp thợ máy đàng hoàng, nhưng mà mình ngã mạn, tại vì mình có bằng cấp, cái đó cũng kêu là ngã mạn. Nhưng mà mình gặp một cái người kia là họ chỉ mình sửa về về, mặc dù không biết họ sai mình, thì Đức Phật kêu là tăng thượng mạn. Không có mà tự ngã mạn sinh lên. Thì cái núi Tu Di quý vị thấy ở trong này á, người nào mình thấy vậy đó, mặc dù họ không có bằng cấp, họ không có cái gì hết rồi, nhưng mà cái bản ngã họ đều là núi Thiết Di. Rồi những người tu từ từ đó mà họ tiến lên cái cảnh giới của thập thiện như chư thiên á, thì họ đã có tu rồi, thành cái núi Thiết Di rồi, thành là núi Tu Di. Tu riết cho tới là núi Tu Di, Thiết Di cũng không còn, cho nên thế giới cực lạc không có Tu Di và không có Thiết Di. Từ chỗ đó quý vị mới hiểu rằng tất cả những phiền não là do cái tâm chứ không do cái cảnh. Quý vị ở nhà, cái nhà ba phòng nó cũng không làm phiền quý vị. Hồi đó quý vị qua Mỹ, quý vị ở cái apartment một phòng, quý vị nó vì nhà nhỏ nên hai vợ chồng mình nghèo, cho nên vợ chồng mình đi lộn, cái ráng làm ăn, chồng đi làm ngày, vợ đi làm đêm, rồi mua được cái condo. Trời ơi, cái nhà này tôi nghĩ chỉ để tại mình cái lộn, tại vì nó còn đóng cái tiền mua hôm ông nờ điêu, tự nhiên cái condo như vậy phải trả tiền mới cho nên 400-500 mới gây lộn, đổi thừa cho hoàn cảnh, đổi thừa cho tại vì cái nhà này. Rồi cái đi mua trắng đành dụng nó cài để mua được cái nhà ba phòng, cái ở cái khu đó, cái khu này mễ, khu người da đen, cho nên mình không có được hạnh phúc. Như vậy là mình cứ phúng lao và mình không biết rằng cái khổ của mình là do cái tâm mong cầu không vừa ý. Thành ra quý vị thấy hai vợ chồng mới lấy nhau là lúc đó là cái tiêu chỉnh mình đặt ở đó thôi. Hồi đó tiêu chỉnh
thiện hội đặt lên hàng hàng đặt thiện hội. Thì lúc hai người một trai gái thì thấy cái tiêu chuẩn này vừa, nhưng mà về ở lần lần thấy cái tiêu chuẩn này không vừa mình nữa, rồi nó đi, rồi như vậy nó khổ quá. Phật dạy sao? Vô thường. Cái vô thường đối với người hiểu đạo rất là hay. Nếu mà nó không có vô thường á, thì coi như là quý vị thấy một cái người bị ở tù là ở tù hoài, một cái người sĩ quan gì nó cũng bà là cái khổ hoài, không có gì khác đâu. Nhưng mà nó vô thường, cái vô thường là một cái đem cho cái thế giới này hạnh phúc. Quý vị có đồng ý không? Tất cả những cái chuyện vô thường người thế gian mà chúng ta đối diện, có những chuyện mình nghĩ là chỉ có tự tử mới nó hết được cái chuyện đó. Tụi con nó đối diện những cái khổ mà tụi con nghĩ là chỉ có tự tử, có chưa? Tự tử mới thoát khổ, nhưng mà không phải. Quý vị bình tâm rồi, ở thế gian này cái chữ vô thường mà dịch cho rõ đó, theo cái tiếng Việt Nam đó, là cái gì nó đến rồi nó cũng sẽ đi. Cái gì nó đến, dù nguy hiểm, dù hạnh phúc, dù là đem cho chúng ta những cái sự kinh khủng, nhưng mà nó ở ngoài đó không? Đến rồi đi, đến rồi đi. Cho nên đó, nhờ có vô thường mà con sẽ quên được cái gì ta đi của má con về cực lạc. Nó không thể nào nó nhớ hoài được. Nó vô thường. Bởi vì có cái tâm vô thường cho nên người chồng không thể nào mà thương người vợ mãi mãi, và người vợ không thể nào thương người chồng mãi mãi. Mà họ sống với nhau vì cái vấn đề là họ giữ cái bản ngã. Bây giờ mình có địa vị mà mình ly dị, nó kỳ quá. Rồi mình vì con cái cho nên họ sống bám víu với nhau, phải không? Chẳng hạn như Tệ Đức với cùng Huệ Tiền, coi như nhiều cái không hợp lắm, nhưng mà bỏ được không? Không bỏ được, tại vì mình còn nhiều cái mặt mũi, mình còn con cháu của mình nữa, rồi còn bạn bè nữa, cho nên bám víu với nhau. Mà bám víu nhau gì là gì? Cái núi thiết nhiên đó, giữ cho cái bản ngã mình đừng có bị người ta cười, đúng không? Cứ hy vọng vậy. Rồi bây giờ áp dụng câu này, hai người nó chửi nhau, nhưng mà sư phụ nói sao? Cái gì nó đến thì nó sẽ đi. Ông Tệ Đức không có chửi, ông chửi được chừng tiếng cho chữ 24 tiếng hết chịu nổi, phải không? Bây giờ quý vị thấy nó vô thường chỗ nào? Ở trong này á, quý vị thích ăn món nào nhất? Con thích ăn món nào nhất? Được ăn phở, bún, bì, rồi lẩu. Thích ăn cái gì? Lẩu. Thì bây giờ thầy nấu cho con 30 ngày lẩu. Còn thích nữa không? Rồi, chị hỏi thích gái. Nè, thầy hỏi thích gái. Thầy cho con mỗi một ngày một cô cỡ như là vợ của thầy Tị Như. Cho con 30 con trong 30 ngày. Còn thầy Tị Hỷ thích nhảy đầm á. Bữa nào sư mượn bộ Phật hội cho thầy nhảy 7 ngày non stop. Nhảy nổi không? Đó. Thì cái gì là hạnh phúc? Người thế gian á, nghĩ có vàng là hạnh phúc. Nhưng mà quý vị thấy rõ là, bởi vì chúng ta á, Đức Phật dùng cái phương tiện quá diệu thành, từ phàm phu mà lên tới A-la-hán, từ phàm phu mà thành Phật nó quá dài. Cho nên trong kinh Pháp Hoa kia là quá thành dụ. Bây giờ nói là cho nó nghe, bây giờ ông A-nan ông tu tới bao nhiêu triệu kiếp, ông sáng là Phật, thọ ký bao nhiêu triệu kiếp, bây giờ đã là A-la-hán rồi đó. Ca Diếp đã là A-la-hán rồi đó, sơ tổ của thiền tông đó, mà còn phải cúng dường bao nhiêu triệu Đức Phật mới thành Phật, thì mình không muốn tu, phải không? Thành ra là Đức Phật mới làm ra một cái quá thành dụ. Thì Đức Phật Di Đà mình có cái thế giới cực lạc, nó tương đương như quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa không? Vì lên đó rồi chấm dứt cái ngồi sanh tử, nhưng mà tham sân si còn đầy đủ à. Nhưng mà lên trên đó là dùng một cái người mê vàng, một cái người chuyên môn là lúc nào vàng lá vàng y học trò thì cũng các cái cũng đây nè, phải không? Rồi ngay khi chết á, cũng còn biểu còn kỹ đi, nhưng mà rồi sao bắt đầu lên trên đó rồi đó, mới vừa lên tới thì cái chỗ vàng bắt đầu lợp. Cũng như tôi hồi mà mới qua Mỹ cũng vậy đó, phải không? Lên cái máy bay đi rồi đó, cái các anh còn gì tôi. Thì mình ở đảo mình đói quá, khiến đồ ăn nó bỏ đó, mình đi máy bay đầu tiên là thôi nó đi vô đi là mình như là cái hãng cái gì ngọt quế, tôi nhớ từ ở bên đảo Singapore tôi đi qua. Thì quý vị thấy cái gì mình muốn lộn, cái gì cũng quý đó, nhưng mà rồi thấy đồ lên nó bỏ nè. Thành ra bên đó mình lộn ra thì mình thấy vàng thì ủa chỗ nào cũng vàng, thấy bảy cái báo đường đi cũng bằng vàng, tới cái ao tắm cũng bằng vàng. Thì bây giờ cục vàng của mình nó có giá trị không? Cũng như ở đây đó,
mình đi sân hơi mình thép mình kiểu gì đó, nhưng mà giờ Việt Nam chạy như thì họ chạy cho mình CD vậy đó, thấy nó cũng chảnh lắm. Thành ra từ chỗ đó mình thấy những cái mà Đức Phật lập ra cái thế giới đó là để cho dụ mình, dụ mình. Thì trong kinh Pháp Hoa kêu là nhà lửa chứ gì, mình thì mình ở nhà lửa chưa? Nhà lửa này nè, thấy không? Cái nhà lửa này thật sự đó, là nó đã cũ một hết rồi. Cái quả địa cầu này đang cũ một chưa? Cũ một rồi. Rồi lửa tướng phế sẽ lên, lửa dịch corona, rồi lửa cứ vô như là đủ thứ chuyện chiến tranh, rồi tàn sát lẫn nhau đủ thứ chuyện hết. Mà chúng ta cứ chạy bên này, rải bên kia, không biết cái gì là lửa, không giờ nhà. Thì chúng ta ở trong nhà lửa này nó có lửa xanh. Cái lửa xanh đó là cứu quả cứu không được đâu. Cô vậy thì khi mà kể đến nó xem nó có nắm mặt có lửa đó không? Đốt. Rồi cô dùng cái gì cô chỉ lại? Cô dùng lửa lại cô đốt lại. Thấy không? Cổ là mạng thủy, ổng là mạng quả. Cổ mạng thủy. Nhưng mà bên đó là quả tinh và thủy tinh, bên nào thắng? Thủy tinh thắng. Thì có phải là cái làng Di Đà này rõ ràng nó thanh tịnh đó, nhưng mà cái phòng cô vô cô cũng lấy một cái phòng hai vợ chồng cùng ở, đúng không quý vị? À, nhưng mà tại sao nó lại thành nhà lửa? Tại vì lửa này là do lửa xanh của mình, mà lửa xanh do đâu mà có? Là lo do cái lửa tham của mình. Chú chạy đất thì muốn cô vợ tiền phải như vậy nè, mới giữ ý tôi, phải lửa tham không? Cô vợ tiền cũng nói là tôi phải như vậy thì ông phải như vậy tôi mới giữ ý. Cho nên đó là nhà lửa chứ gì. Nhưng mà chết sống đến nơi không có biết, không biết đâu là lửa, mà không biết cái gì nguy hiểm hết. Thì bây giờ Đức Phật nói không nghe, thì Đức Phật mới nói là bây giờ thì ta có một cái thế giới cực lạc, vàng bạc lưu ly pha lê sắc từ xích trong cái não lên đó. Nhưng mà lên đó đó mà cái tâm của mình vẫn còn lửa lửa như vậy thì tổ cực lạc biến thành ta bà rồi. Cho nên Đức Phật mới bắt cái tiểu xảo là mình phải tụng kinh niệm Phật trì giới để cho mình bào mòn cái lửa sân si của mình đi, rồi mình mới lên đó được. Tôi nói thí dụ như vậy không? Cái làng Di Đà của mình là như vậy. Cái cảng San Diego nó đẹp như vậy. Cái cảng San Francisco nó đẹp như vậy. Nhưng mà bốc mấy cái thằng Việt Cầu qua nó ở là tàn nát hết. Cũng như hồi xưa Sài Gòn mình á, là đang đẹp như vậy mà nó vô là nó lấy cái nhà cầu rồi nó nuôi rồi nó lấy đập nhà nó làm chuồng heo, kể cả những cái đường tự do chuẩn gì thấy rồi. Do cái nghiệp thôi. Đó. Rồi bây giờ cũng một cái nhà hơn tư tâm biết. Hoặc là những cái nhà thu cơ và đi hưu mà tụi tài tử nó cao nó ở thì đẹp như vậy, nhưng mà đưa những cái tuổi mà coi như là người Mỹ ở Phi Châu đi vô nó tàn phá cái khu đó. Tại sao cũng một cái khu đó mà người da trắng ở thì cái giá nó cao, mà tự nhiên người da đen mà hay là gì vô ở là giá nó thấp? Cái nhà đó là gì? Là do cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của người đó. Cái gì cái đồng ý không? À, mình ở như cái làm vậy á là tự nhiên nó là không có trộn, không có cắt, không có này cái kia. Thành ra bây giờ tôi hỏi cái gì á, ở trong làng này á, tại sao phòng nào cũng có chìa khóa lên sẵn? Làng này là làng tu hành phải không? Có giữ giới là không trộm cướp không? Có. Mà đã không có trộm cướp tại sao phải có chìa khóa? Homeless. Đối tượng homeless. Đó là lời nói ngụy biện. Như vậy cô Hồng Ân khi cô mất 900, cổ sạch sao không kêu nên ngọt lết? Hả? Tại Hồng Lết không đi chạy chung. Hồng Lết không đi chạy chung với cô Hồng Ân. Thành nó không nghi đó. Mà nghi những người thọ Bồ Tát giới trong này. Thành ra đó, Đức Phật nhìn chúng ta đó, với con mắt trí huệ giống như rụng nít vậy đó. Hả? Lúng cúng, coi như là nhà ba bốn phòng ở ngoài đó, chịu không nổi rồi. Có đầy đủ hơn, những cái gì mà những vị vô đây, nhà nào cũng có tài sản hơn cái làng Di Đà này, mỗi cái phòng. Quý vị là 1.000, 2.000, 3.000, sẽ có thích, có không? Đồ một đống, thành ra tôi phải thông cảm. Là khi quý vị vô đây cho cái phòng có 300 sự có thích, làm sao mà từ 3.000 mà nhét đồ vô còn 300 được không? Thành nhà nào cũng chặt. Nhưng mà đó là tại vì mình chưa buông được hết, mình không có thể nào chở cho hết được cho mình tiếc. Thành ra mình cứ lụm thùm. Mình chứa, tôi không biết là cái phòng của Diệu Kiều nó còn tài sản nhiều không? Có dọn hết rồi sao? Mà nhiều không? Dạ, cũng khá nhiều.
một xe Tết không? À, con đem đồ recycle bỏ một mớ, còn mớ thì con đem donation cũng khá nhiều. Khá nhiều. Hai chiếc xe đem bỏ, hai chiếc xe recycle. Hai chiếc xe đi bỏ, hai xe recycle. Rồi trong này có người nào mà chứa coi như cỡ từ 3 thùng trở lên chưa? Có. Hơn 3 thùng nữa. Có luôn. 5 thùng luôn. Mà họ có bao nhiêu con cái vậy? Không có đứa nào. Không có đứa nào. Có hai đứa. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, tới hồi tôi tụng họ đi đâu? Đi vòng vòng mấy cái phòng. Quý vị làm ơn đi. Nếu Phật giáo chúng ta có ba cái y, không bình bát, cái tọa cụ, cái đồ lọc nước, thì thật ra nếu người nào cũng có ba cái y, một cái bình bát, cái đồ thì bảo là khỏi khóa mà vô hết đó, không? Nhưng mà trong này xét cả phòng tôi cũng trên ba y nữa, đừng có nói ai, thấy chưa? À, nó cúng dường nhiều lắm, thành ra là mình cũng phải nhận từ từ cho mà bây giờ, cho nên từ cái chỗ này chúng ta tìm đổi thừa khổ là do tại vì cái hoàn cảnh đồng ảnh kia, bỏ vô đây thì mình tưởng là vô cái làng Di Đà. Là thế giới thực tại không phải. Thế là Di Đà là cái nơi mà dùng cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca để lại để chúng ta gội rửa những cái phiền não xuất phát. Bây giờ có xuất phát phiền não từ đâu? Bây giờ hôm qua tôi đã nói rồi, tự nhiên có cái bà nó đi ngang cái đó, cái bà quẹo cho nó, tại sao cô không đi thẳng, nó tại con mẹ nó, con ghét con. Cô ghét con mẹ đó cho nên phải ghét cái phòng đó. Mà đi ngang cái phòng đó là né. Có cái gì đó không? Rồi có bữa tôi nói sao cô không lên ăn, bữa nay có mẹ là con không lên. Rồi như vậy đó, hai người đó cái điểm cuối cùng của họ là về đâu quý vị? Về Cực Lạc. Vậy cô mẹ nó dẫn sanh rồi bà không lên ăn. Chứ bà đã im lặng. Cái gì thấy rõ điểm đó không? Thì như vậy cái người như vậy, cái làng Di Đà của tôi mà ở không yên được, kiếm một cái làng nào nữa cũng vậy thôi à. Như vậy mình phải tìm cái nguồn gốc khổ đau nó từ đâu mà đến. Nhất nếu bước biết rõ ba đời chư Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Ba đời chư Phật là chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời diệu lai cũng đều hiểu rõ được cái khổ này là do cái tâm của mình. À, rồi như vậy đó, tôi hỏi quý vị, người tụng kinh Pháp Hoa dùng cái miệng bằng da bằng thịt của cha mẹ sinh ra chưa chứng được coi như là thần thông của nhãn, nhưng mà tụng kinh Pháp Hoa mà thọ trì ăn vào và giữ lại bài kinh Pháp Hoa trong người thì cái miệng người đó ăn cái gì cũng thành cam lồ mỹ vị, có chuyện đó không? Thì cái này quyền nghĩa của nó không phải là mình ăn cái gì nó biến thành cam lồ, nhưng mà cái người này ăn cái gì cũng bằng lòng hết, ăn mặn cũng được, cái nhà bếp công thiền bữa nay cũng nấu mặn gì cũng ăn được, cũng nấu chua cũng ăn được, cũng nấu cay cũng ăn được, người đó bằng lòng ở hiện tại, không có cái gì bất mãn. Mà cái người không có cái gì bất như ý thì người đó làm sao rơi vào địa ngục được, mà người đó đang ở thế giới an lạc, phải không cái gì? Cho nên cái khổ này mình phải tìm. Tôi nói này là tôi nói cho bà cụ 78 tuổi, cụ có thể ở nhà. Cái đầu tiên á, thì cụ được cái phước là cụ không phải rơi vào cái quán tánh hội. Chồng cô, con cô đều có hiếu, chồng cô đều coi như thượng thảo, không có chống lại cô. Thì như vậy cô đã đạt cái đó là do cái phước đời trước, nhưng mà nó ngắn ngủi lắm. Cho nên cô phải tìm hiểu, cô muốn về một cái thế giới mà thực tại thì cô phải thứ nhất là mình đừng có cái gì bất như ý của mình hết. Và lúc nào á, mà cái gì nào mà cái gì có những cái gì thích cười họ vô chùa để tôi để ý. Họ tu, họ không tu, họ làm cảnh sát. Tức là họ cứ đi, tức là một cái người nào đi qua họ là họ cũng phải tìm một cái khuyết điểm gì để mà họ đi ra để mà họ phê bình. Có lỗi người đó không? Tức là họ không tu, nhưng mà họ coi cái bà đó tu sao họ cũng mấy tuổi là cái bà này bà tu kinh dở. Rồi cái mình tưởng bà khen bà nhận viên của bà này, bà khác còn bà này á là coi như là không có biết cái gì là tội đó. Rồi cái bà kia là cái hồi tập dịch chân kinh thì lại chốt vô phòng, không biết biểu ra thì không ra, đúng cái chuyện hết. Thành ra cái người đó làm sao ở đâu họ cũng thấy là bất như ý, họ dính mắt. Cái gì thấy loại người đi dùng danh từ đơn giản là dính vào mắt, cái gì thấy rõ không? À,
cái người dính mắt là đi tới đâu cũng dính mắt hết á. Cũng như tôi bước vô cái phòng cô coi như là cô Diệu Hướng với Minh Hồi, thì khi tôi bước vô thì tôi thấy đồ đạc nó lên trên lên, tôi thăm ông tổ thăm chứ tôi tính ra là. Nhưng mà có một người Phật tử không có đi vô với tôi là nói sao cái này để bề bộn quá, sao cái này để dơ quá, sao cái này khó chịu quá, phải không, sao cái này để bẩn thỉu quá. Thì tôi mới nói cái phòng của cô Diệu Hướng nó bẩn thỉu về vật chất, nhưng mà cái tâm của con nó lại rất lớn về tinh thần, hiểu chưa quý vị? Thật ra từ chỗ đó mình mới lại mình thấy rõ ràng lắm. Thà là nó dơ về cái vật chất thì không sao, nhưng mà cái rác lớn trong tinh thần, cái dính mắc trong tinh thần, nó sẽ làm mình gây ra quan gia cái vụ đi đâu cũng có chuyện không có dự ý mình hết. Thành có người nói ơi, ông xã con có phước lắm thầy, con nấu đồ ăn là phải ngon, còn đồ nhà hàng cũng vậy, mà cái áo quần phải đồ hiệu mới mặc, mà không phải đồ hiệu là ông không mặc, từ cái đồ lót cũng vậy nữa. Tôi nói cái cha này tên này là vô phước, thật sự thầy nói kỳ vậy, ai cũng đâu có phước. Cái người mà có phước là ăn cái gì cũng ngon, muối ớt ăn cũng ngon, muối tiêu ăn cũng ngon, xì dầu ăn cũng ngon, rau ăn cũng ngon, chứ không đòi phải là coi như là di cá bầu ngư. Thì cái người này ăn cái gì cũng ngon, thì cái người này khác gì là kinh Diệu Pháp Vinh Hoa nói, mặc dù cái miệng của cha mẹ sinh ra nhưng mà ăn cái gì cũng là mỹ vị của cõi trời. Thì tụi con hiểu kinh rồi tụi con sẽ áp dụng, sẽ hết khổ ngay, tại tụi con không áp dụng. Tụi con cứ tưởng là cúi đầu mà lại, cúi đầu mà tụng kinh nhưng mà không có thọ trì. Trong khi Pháp Hoa khi Phật giảng xong một bài kinh thì có 84,000 người chứng quả A-tu-đà hoàng, mấy ngàn chứng quả A-tu-đà hàm, thì nguyên nhân nào không chứng quả được chứng quả như vậy là do không thọ tất cả pháp, không thọ tất cả pháp. Ủa, pháp là phải thọ chứ, mà cái gì chứng A-la-hán là do không thọ tất cả pháp. Tại vì hồi xưa mình ở ngoài đời thì mình chấp về tài sản, nhà cửa, vật chất, chấp vào danh lợi, chấp vào địa vị, nhưng mà vô đây chấp vào pháp, chấp vào pháp. Ví dụ như tôi nói kinh Lăng Nghiêm là phải tụng tốt 7 giờ, 6 giờ tới 7 giờ, nhưng mà bữa đó gì có một khi bận rộn gì trong ngày làm trễ, rồi chúng ta lên tụng 7 giờ, thì cái nhóm trong ngày có 2 nhóm Phật tử, tại sao làm sai hả? Tại sao là thầy chẳng tụng 6 tới 7 giờ mà thầy tụng giờ 7 tới 8 giờ, ai sai đây? Tại vì cái người không chấp pháp đó, thì ở đâu cũng vậy. Chúng ta quyển chuyển làm sao để có tụng kinh thôi. Còn cái người chấp pháp thì cứ ngắt phải tụng như vậy, không tụng là tụng chịu. Thì như vậy cái đau khổ phiền não trong chính chuyện nó nổi lên là do chấp hiểu cái gì? Chấp pháp. À, chấp pháp. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị hiểu rồi. Do thọ nghe bài kinh Pháp Hoa vừa xong, có vô lượng thì kheo chứng được A-la-hán, lậu bạc phiền não đã sạch. Mà cái phần nó do đâu? Do không thọ tất cả pháp. Vì do không thọ tất cả pháp nên lậu hoặc không còn nữa. Cho nên quý vị thọ cái gì quý vị khổ cái đó. Mà cái người mà cái tu là chúng ta phải giống như gió, gió đi qua nó có dính lại cành cây không? Không có dính lại cành cây à. Thì quý vị hiểu rằng ở trong đây là không, nó cũng giống như ở nhà quý vị mà nó còn khổ hơn nhà quý vị nữa. Có những người chưa bao giờ vô làm cái này, nó vô là con thấy thanh tịnh quá, con thấy ở trong này nó nhẹ nhàng quá. Nhưng mà hỏi bao lâu nhà con ở đây một tuần? Ở một tuần thì những cái phiền não nó có lòi ra chứ cô tử. Khách, còn là khách mà. Hồi nó thiện hỏi với thằng yêu nhau mấy năm rồi đấy? 5 năm, thời gian hạnh phúc không? Rồi con muốn cái gì là thằng chiều của nó? Con nó còn muốn, con nghiện thuốc là nó chạy đi mua. Đó. Còn bây giờ con thẹn chuyện nó có mua không? Thì quý vị thấy rõ có nhiều người lắm, cũng như nãy có đứa cháu của Diệu Kiều đó, nói như con đem má của ba đây ở chỗ này xin thanh tịnh lắm, xin cái pha vô ở thử đi biết em. Nó nói trong thấy, tôi thấy không thể thấy người tu ngày nào dễ chừng, nó dễ thương mà thương không dễ đâu con. Sao thấy thương quá, xuống mời con ăn này kia rồi là ăn đi con, ăn đi con. Tôi nói nhưng mà mày ở lâu rồi mày xin tu cô là nó chửi mày. Thì như vậy đó, nhưng mà sao bây giờ Phật chỉ cho mình một ngày một đêm mà tu ở nhà đó à, thì công đức
không bằng vô đây. Ở trong làng ở với năm cha bảy chú, đủ loại tầm khí trần lao, đủ loại phong tục tập quán, đủ loại giáo dục của miền Nam, miền Bắc, miền Trung. Mà mình á, chịu được thì bằng trăm năm tu ở ngoài đời. Bây giờ tôi nói chuyện tiểu quán nha. Ông qua cuối cùng ông chào thầy bên đó. Ông xin hai cái bức thư. Cái bức thư tôi nói là khi gặp nạn là mở bức thư nhất. Thầy tắm. Cái bắt đầu tôi mới ngồi tôi nói ông sao, ông nói là con bây giờ đó, con nói thật sư phụ á, là con ở đây á, thì thật sự là cũng không có đụng chạm với ai. Nhưng mà con nó thấy là bây giờ con nó nói là tuổi già của ba đó là sẽ khổ lắm, nhìn thấy cái cảnh Minh Hồi còn có vợ đó, là cô Diệu Hướng mà còn khổ như vậy, rồi con nằm xuống ai là tôi đã nói tôi sẽ cử là thầy Tự Minh, rồi những người mà thanh niên về đây là Tự Minh có quyền rồi. Nhưng rồi ông nói bây giờ con nhà là con có một cái phòng riêng con ở, thì tới giờ con tự con tu, tới giờ con tụng kinh niệm Phật, con ăn ở trong đó thì con có cái đồ con nó nấu cho nó đưa cho con ăn, nó hứa nó lo cho con, thấy không? Thầy nói mỗi lần con về đó nó lo đàng hoàng lắm, thầy nó cứ mướn cơm nữa. Rồi tôi nói bây giờ ông nó là từ tối vô sáng, lúc đó là ông chưa hiểu đạo, không có vợ con, rồi ông nghe kinh đạo của tôi giảng rồi ông mới vô đây ông làm thì kheo, tức là từ tối vô sáng. Rồi bây giờ ông đã sáng chói rồi, ai cũng thương ông hết này, nhưng mà bây giờ ông trở lại đó là ông xuất gia mà ông lại trở lại thế tục gia, tức là cái tâm của ông á là bắt đầu có sự coi như là tìm cái an nhàn rồi. Cho nên bây giờ con của ông theo người thế gian chưa, là con là gì? Con là nợ. Vợ là gì? Cửa nhà là gì? Là nghiệp báo. Thì bây giờ ông vô đây ông ở lâu ngày rồi, ông đã hạnh phúc, ông được cái đạt là ai cũng thương ông hết, là cái phước báo ông đã tốt rồi. Bây giờ tại sao ông lại rồi về? Ông về ở đó đó, thì dù bây giờ ở đây tới giờ mấy giờ là ông phải đi tụng kinh, cái nhiệm vụ ông. Nhưng mà về nhà ông là cha của tụi nó, thì đương nhiên á, tụi nó dám đụng ông không dám đụng. Thì cái núi thiết di của ông á, nó càng ngày nó càng lớn. Mà ông nhờ trong ngày mình mới biết mình còn coi như bản ngã hơn mình, cái núi thiết di mình nó còn cao hơn. Núi thiết di đã trở thành núi tu di của cõi trời hay chưa? Mà ông ở đây á, thì nhờ có sự đụng chạm, cho nên á, ông mới nhìn thấy mình còn cái phiền não trần lao tập quán, tập khí. Nhưng mà bây giờ ông á, ông về đó, ông là cha, là địa vị cao. Cái núi tu di ông trong chùa này đó, thì nói về cái khả năng thì ông không có hơn được mấy thầy khác, con mắt là yếu kém nữa. Cho nên ông cái núi tu di ông nó lại là phô dân lại thôi, chứ nó chưa sụp đổ. Rồi bây giờ ông chỉ là khéo giữ cái núi tu di của mình không cho dương cao hơn cái núi tu di kia thôi. Cái bản ngã ông giữ như vậy mà ông, thật sự ông có bản ngã chứ, nhưng mà ông vẫn chưa có bộc lộ ra. Nhưng mà khi về tới nhà, con cái nó cũng không dám đụng tới ông. Rồi nó giờ nó thấy ngủ, ông nói là giờ 6 giờ ăn nghiêm nhưng mà nó ngủ. Ngủ con có dám kêu không? Không kêu mà cũng không sợ ai. Từ từ tăng ly chúng ti tạng. Rồi con nó quý ông tại ông ở chùa đó mấy tháng về một lần. Nhưng mà khi con ở mỗi ngày nó cũng có công ăn việc làm, bây giờ phải lo thêm cho người cha. Mà người cha này bây giờ lại là mắt yếu, mà ông rời khỏi làng là nhẹ cái nặng cho tôi, mà tôi phải năn nỉ ông ở lại, tại vì cái lòng từ bi. Vì ông mà có thể giảng sanh được thì ông sẽ làm lợi ích cho chúng sanh sau này. Cho nên ngay cái chuyện ông hỏi con đâu có làm lợi ích, ngay ông giữ như vậy, ông tu như vậy, ông giữ tròn giới hạnh như vậy, thì cái hào quang đức hạnh của ông cũng làm cho Phật tử họ mất là cũng lợi ích rồi, phải không? Cho nên cuối cùng rồi tôi nói khi mà ông bệnh, ông bệnh với con mới lo, tôi chưa chắc. Ông bệnh nhẹ thì tôi không nói rồi, mà ông bệnh nặng nó cỡ như Minh Hồi hay là cỡ tôi Diệu Kiều, thì cái lực ở đây là phải kêu hai bên quan đưa vô bệnh viện, đúng không quý vị? Đưa vô bệnh viện mà nằm trong đất cỡ tháng rồi hay nửa tháng rồi nó mới đầu hàng, thì nó đó lúc đó thì ông có chỗ nào mà để ông dậy đây được? Lúc đó điện ông bị stop hay là bị dư Minh Hồi, muốn nói cũng được, hai tay bây giờ muốn đánh chuông đánh cũng được, thì làm sao? Thì lúc đó nó đẩy ông vô trong nursing home. Nursing home thì nursing home ông ở với ai? Những người mà họ làm việc trong nursing home họ đâu có được training. Cái người tệ nhất trong làng Di Đà này vẫn hơn một cán bộ xã hội, quý vị có để ý gì không? Vì mình vẫn có cái lòng từ bi. Cái người kia một ngày họ giữ mấy chục người và họ làm gì chỉ cái lương thôi. Và ông trong đó lúc đó là ông buồn, ông tủi và ông phiền não, thì đầu cuối cuộc đời ông sẽ đi vào hạt đạo ngay. Nhưng mà cái nghiệp chướng nó ghê lắm. Khi mình nói như vậy rồi mà ông vẫn khăng khăng là đi, thì quý vị thấy là sao? Như vậy đó là do cái gì?
do cái bản ngã. Nha. Nếu mà bởi vậy trong kinh Phật nói muốn giảng sanh phải có tôn sư trọng đạo, mà khi mà thầy nói, mà thầy nói cái lẽ phải, trong kinh Địa Tạng tôi nói ông đã tụng chưa, ông tụng rồi, tụng rất nhiều, nhưng mà ông có biết là thấy một cái người kia đi vào con đường nguy hiểm, có đầy quỷ dạ so la sát, ông phải nên kêu người đó trở ra và nó ô hay, ông có pháp lực gì mà ông dám đi con đường này? Con đường này ông đã từ đó đi ra, giờ này sẽ đi quên, tức là ông luôn lạc đường. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng có nói tôi phải nói, ông không thấy được cái đoạn đó thì ông tụng 1000 quỷ Địa Tạng ông cũng như không. Thấy ông đi vào đó là mình biết đi vào chỗ chết, mà đã không biết chết lúc nào rồi. Mà con nghĩ con cái mà khi cha mẹ rồi đó, ông sẽ tạo cho con ông thủy tán tam bảo. Thì ông vô chùa ở 10 năm rồi, tôi kêu ông ở lại đây để xả báo thân, để được lo như những người cư sĩ. Mà ông cứ nói là con nó muốn đưa về. Nhưng mà con nó đưa về nó có hộ niệm được như tôi, khi mà ông coi như là thở cá, trên thở oxy, nó biết cái gì nó cứu ông không? Hỏi con ông có bị niệm Phật không? Không biết. Nó biết hộ niệm không biết. Như vậy thì ông lấy cái gì để thoát ba đường ác? Thì lúc đó ông nằm ông tuổi. Và khi mà chưa ông chưa chết thì con ông nó đã đọ gì ông có thể sao gì, nó đi ra ngoài nó bực mình, nó nói hồi đó tự nhiên đi theo cái Đại Di Đà, bây giờ tự nhiên bị đuổi về. Nó đâu có nói là ông sinh, nó nói là ông thầy Thông An đuổi về. Thì như đó người ta phải phỉ báng ta bảo không cái gì, thế là ông làm cho con ông đọ đi. Đương nhiên khi nó bực chồng là nó đổ lỗi hết, nó nói tự làm hồi nó ở 15 giờ về ở với con bác của cô. Tụi con có nghĩ nó có tư tưởng không? Chắc chắn là sẽ có. Ông nói giờ nó không có nói vậy đâu, tại vì ông chưa bệnh. Nó cứ thay tả dẫn ông đi tắm, ông bự con kiểu này hai thằng nó đi khiêng ông đi được. Và tôi bảo đảm ông không quá 30 ngày đâu, nó để ông kéo lên cái súng là cũng phải giao cho bên chính phủ. Đúng, ông có cái Medicare của liên bang nó trả. Nhưng mà rồi ông đi vào con đường thấy rõ ràng chết. Bởi vậy tôi nói ông là thầy trở lại, tôi cho thầy cái chén. Ông bây giờ cuối cùng đây cho con thử, cho thử đi vào con đường đó lần nữa. Ông nói vậy đó, hồi sáng con nghe nói không? Xin cho đi thử. Như thiệt hội bây giờ mà đùng một cái bây giờ Đức Phật xóa sổ cho con thằng nó quên con quên thằng. Rồi thầy cho con đi lại con đường đi kiếm con gái giống như con thằng được cua lại 5 năm rồi lấy ra trời. Rồi đi làm rồi để mà làm, có chịu không? Ở trong này tôi uống một cái bắp. Dạ, ngài tập ơn cho ông Thầy Đức biến thành đại quý phi tông của tục. Và cô Nguyễn Tiền biến thành một cô rất là đẹp. Rồi hai người có đi lại lần nữa không? Thử không? Làm đám cưới rồi bà. Cho nên cõi này bằng lòng với những gì mình sẵn có và chấp nhận vô thường, vì vô thường nó là một cái liều thuốc, cái gì đến rồi nó sẽ đi. Bây giờ con buồn con nhớ mẹ con vậy đó, nhưng mà nhớ nhiều lắm đó. Thầy cho con việc con nhớ cả mấy năm mẹ mình mà không quên được. Thì nói đi rồi bữa nào thầy test lại. tại vì bây giờ mới quá, tôi đã có biết rồi nè, nhiều đứa khóc răng khóc lộn rồi sau này lập tức không thấy nó đến luôn, có không đến, nó má nó làm đây nhiều, còn thờ cũng không đến nữa. Nhưng mà không phải là ai cũng như vậy, tại vì thầy biết là con chỉ có một mình mẹ và đồng thời mẹ con có mình con, cho nên cái tình chế ái nó rất là nặng nề, nhưng mà đây là má không có phước, cho nên tôi trả lời bây giờ đó. Ngay trong cái cuộc cực lạc này chúng ta phải sống cực lạc đó. Cái nhân chúng ta sống cái vui vẻ thì cái quả chúng ta về là cái thế giới vui vẻ. Còn bây giờ mặc dù ở trong cái làng Di Đà của Đức Phật, Di Đà pháp môn tịnh độ về cực lạc, mà chúng ta sống trong cực khổ phiền não thì chúng ta khó về đó. Cho nên đó là thầy nói ngay trong đời bây giờ quý vị nhìn kỹ, phải nhìn tận kỹ cái khổ, những cái phiền não chúng ta đụng nhau là do cái gì? Do cái bản ngã, do cái núi thiết di. Mà trong núi thiết di là phải có địa ngục, mà trong núi tu di là có cõi trời tứ thiên dương và cõi trời đau lợi thôi, thấy không? Nhưng mà cõi cực lạc nó không có núi thiết di, núi tu di gì hết, cho nên họ trên họ bỏ hết cái bản ngã.
cho nên đi tới cái phẩm tối thượng của cái vấn đề là phẩm 22 tinh vô lượng thọ, tối cực giảng sanh. Các phẩm dưới thì còn có hoa sen lớn bao nhiêu, rồi thân lượng lớn bao nhiêu, rồi hậu quang phóng bao nhiêu, nhưng mà rồi cái trung phẩm phóng bao nhiêu, thượng phẩm phóng bao nhiêu, hoa sen lớn bao nhiêu. Nhưng lên tới phẩm 22 trong tinh vô lượng thọ tối cực giảng sanh, cõi đó không có nhà cửa, không có năm tháng, không có thủ xạ, chỉ có phái lạc an tịnh. Thì cái cõi đó nó hoàn toàn giống như cái cõi diệt tịnh định của Đức Phật khi mà Ngài nhập Niết Bàn. Thành ra quý vị không còn kẹt vào lâu đài. Hỏi dưới này thì còn mê bảy hàng cây báo, ăn thì côn ngọc, mặc thì ở châu, thấy không? Nhưng mà khi lên đó là hết. Rồi ở cái cõi này mà chúng ta biến phiền não thành bồ đề là chúng ta phải biết. Bởi vì trong kinh vô lượng thọ, một ngày một đêm tu cõi này mà một ngàn năm cõi tịnh độ, coi là vô lượng thọ thì có cái đó không? Tại vì cõi này ăn đắng nuốt cay, con người xấu xa, con người tham lam mà chúng ta tu được á, thì nó hơn. Còn thầy Tây Tánh bây giờ ông về ông sẽ thấy sướng lắm. Con mình nó dạy cho mời A Di Đà Phật mời ba vô ăn cơm, rồi A Di Đà Phật mời ba ở nhà kia, không có ai nói, thì có ai đụng chạm ông không? Ông tưởng vậy là tu mà. Như vậy cái tập khí trần lao thì não ông còn nguyên không? Còn nguyên. Như thầy Tây Hỷ bây giờ là ông ở nhà, ông tu kiểu là 249 á, tức là một chân ở trong chùa lẫn chân ở ngoài. Thì bây giờ đó, ông về nhà đó, mấy đứa cháu ngoại cháu nội con trai nó có dám phê bình không? Ông tụng hay nào tụng? Nó không dám phê bình nhưng mà nó không cho đúng nghe. Thì quý vị thấy rõ là, nhưng mà nó không có dám nói. Còn ở đây á, rõ ràng lắm là ở đây là mình có quyền là thầy để hỉ lại làm cái này, thầy để hỉ làm kia, mà ông phải tự kéo thùng rác. Nó đâu dám sang kéo thùng rác. Thành ra như ở trong này đó là thầy Tây Giang nó thể kéo thùng rác phụ tôi hay là cái gì kia là làm, tức là ở trong để chúng này là phải chấp tác làm. Thành ra ở trong này đó thì ông biết cái thân phận ông là 249 giới, cho nên đối với thầy Tây Giang thì ông cũng phải cung kính, đúng không thầy hỉ? Đối với những vị như thầy Tây Điện ông cũng phải cung kính, kể cả của Hồng Đức cũng cung kính. Thì ông chưa sức thế thực gia trọng nhẹ, nhưng mà rồi ở nhà ông thì cái còn nguyên à. Ông có tu ở trong cái nhà bao nhiêu năm thì nó không có một cái mà test coi cái Covid nó là negative hoặc positive, thấy không? Mà ở đây đó mới là test nè. Ở đây đó mỗi một năm đó thì chúng ta có cái test là gì, về mình biết liền nè. Mỗi năm tôi nói chuyện một vòng là tôi biết người đó có tiếng hay là không tiếng, thấy không? Chứ là tôi xa, tức là tôi về là tôi thấy người này nói kia, tôi compare là với năm ngoái, mình biết người đó có tu hay không. Cho nên tụi con đừng có đổi thừa là ở trong làng này phiền não. Mà ở ngoài đời con thấy thế nào á, nếu mà tâm mình thanh tịnh thì ở đâu cũng thanh tịnh. Tâm bình thế giới bình, tâm loạn thế giới loạn. Tâm đau khổ thì ở đâu cũng là đau khổ. Tâm mà dính mắt thì đi chỗ nào cũng thấy lỗi hết. Tâm mình cho cái này sạch cái kia dơ là mình đi đâu mình cũng bắt lỗi hết. Quý vị thấy rõ cái người mà tâm dính mắt rồi cái đôi dép mà để không ngay họ cũng đợi họ bắt lỗi nữa. Quý vị có đồng ý cái đó không? Đó. Rồi rửa cái chén mà rửa người ta lớn tưởng là rửa không sạch cũng đợi cái bà rửa dơ. Thay gì mình lại mình đi rửa đi. À, mình rửa ăn không rửa mà đi ra nói đẹp như vậy nè. Lạc la không sạch cũng nói. Nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra từ chỗ đó quý vị sẽ hiểu rằng cái đau khổ không phải do làm với đà gây ra. Không phải do thế gian gây ra, mà do tâm mình có thanh tịnh hay không. Cho nên cái hành trình đầu tiên của kinh vô lượng thọ là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Có một người họ nói vô đây, hồi đó con vô con tưởng là ai cũng thanh tịnh sẽ vô đây chán quá. Thầy cho hỏi ngay cả cô phê bình những người đó, nói chung này sao họ dính mắt quá. Còn ai cô nói với tôi là cô đã là dính mắt thì làm sao cô khổ được. Cô ở nhà cô bắt lỗi con dâu, cô bắt lỗi thằng lễ, thì vô đây cô bắt lỗi xin cô này xin cô nọ xin cô kia. Thành ra đối với sư phụ thì sư phụ chỉ nói Phật để lại tất cả các pháp. Thành ra cái căn cơ đời chánh pháp người ta đâu có cầu về tịnh độ. Chỉ có những người đang ở trong ngục tù mà sắp bị giết như Vô Bình Sa Dương và bị Vi Đề Hy, con mà nó đi nhốt mẹ thì thôi. Thí dụ một ngày nào đó con làm vô mà con đem mẹ con nhốt, con đem cha con giết, thì má con có muốn sống không? Không muốn sống. Cho nên bà mới lại Phật cầu cái pháp môn đến cái thế giới nào không có những đứa con bất hiếu. Thành ra
đời đó không ai tu trình độ Phật giảm vậy, nhưng mà tại vì đời đó người ta thanh tịnh và người ta tu cái cách ở ngay đây mà biến cái cõi ta bà thành trình độ liền à. Là đi liền á. Cho nên á, cái sự chết sống là tại vì chúng ta quý cái thân này quá, lúc chết chúng ta mới là đau khổ. Còn chúng ta chuẩn bị đi quý vị, tôi tu cái pháp này mỗi một ngày tôi đều dành ra khoảng nửa tiếng đồng hồ trước khi ngủ. Tôi nói nếu mà bây giờ tôi còn có 30 phút để sống thì tôi làm cái gì, và cái sự đau đớn đến cho tôi làm thế nào, những lời giảng của tôi lên tập tò tự tại lúc sinh tử tôi làm được không. Thì mỗi ngày tôi đều quân tập cái ngày ra đi của tôi, mỗi ngày tôi dành khoảng 30 phút khi tôi trước khi ngủ để tôi quán cái tử, quán cái tử. Tôi chỉ dành 30 phút cho tôi không nhiều, nhưng mà ngày xưa đó các tu á mà các vị để chống phiền não là quán cái chữ tử trên đầu. Tụi con hình như là tụi con quên, thấy như mình chết, thấy tôi Diệu Kiều chết, chúng bây giờ không chết, không chết mới tích tử của xã, mới tích tử của cải cho nhiều, mà tự mình không có quán được. Ví dụ quán chữ tử đi, tu mà bây giờ muốn hết phiền não, muốn chứng quả trong đời này, bởi vì làm ơn đi. Chẳng hạn như bây giờ, ví dụ như con bị tuyên án tử hình mà còn sống có 7 ngày nữa, thì bây giờ thầy cho con tiền đau mua nhà không mua quần không? Dạ không đâu. Cho con mua cái mẹ si điện 120 ngàn mua không? Dạ không. Cho con vợ thiệt đẹp ở Việt Nam về bỏ lãnh nó qua, sống 7 ngày rồi chắc chịu không? Dạ không. Về con muốn cái gì? Muốn làm sao để sống? Thì bây giờ trên cái bàn thờ đó đâu có phải là chỉ có bà già nhất có không? Có. Cho nên giác ngộ được cái đó thì chúng ta không có giận hờn. Cái thân này không thật, cái lời nói không thật, do nhân duyên mà có, do điên đảo mà sanh, mà không thọ tất cả pháp thì có đồng như cái kinh Kim Cang, ưng vô sở trụ mới là tâm Phật. Chúng ta không trụ vào con trai là cũng trụ vào con gái, không trụ vào con gái thì trụ vào cha mẹ vợ con. Cho nên tâm chúng ta bị trói buộc là do cái tâm ta không lưu thông. Cho nên đạo là lưu thông, không có bị dính mắt. Cái gì thấy đọc kinh mình cũng giống lên thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui thông dính mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Có câu kể đó không? Tụi con đều thuộc hết phải không? Mình khuyên cái hương linh thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không dính mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Nhưng mà mình còn dính mắt tôi không xuất ăn tại con mẹ ra. Thì mình tụng như vậy hương linh có nghe không? Hương linh nó thấy rõ ràng, nó khuyên nó đừng dính mắt. Mình khuyên nó đừng dính mắt vào con cái tài sản, kẻ thù, kẻ địch, kẻ thân, kẻ thương. Mình nói rất là hay, rất rõ rõ. Hương linh nghe đây, thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Bom. Nhưng mà mời sư cô với ông cô, có còn mẹ đó tôi không ăn, đi đi. Thì mình tụng về hương linh nó có nghe không? Cho nên quý vị khi hiểu đạo rồi nó vui lắm. Chúng ta nói láo không à? Thấy không? Trong kinh rõ ràng lắm, thân chữ bước thân tháng, tâm tự tại an nhàn, cái lương không dưới mắt. Nhưng mà mình ghét tụi mẹ ra rồi, nó xuống là mình không có mặt mình. Hỏi sao bữa thẳng ăn là có mẹ nó tôi không ăn. Nhưng mà chiều mới vừa tụng kinh cho hương linh cô hồn thì thân cử bước thanh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không dướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian là đi đâu đến cực lạc rồi. Mặc dù đang sống ở đây nhưng mà tâm trần mà cỡ đó thì là vượt lên cõi cực lạc. Nó đâu có xa. Cõi cực lạc là 10 môn ức, phải không? Tại sao Phật không nói 9 môn ức? Mà chúng ta thân chúng ta mà không tham, không sân, không si là chúng ta đi được là còn 7 môn ức, phải không? Rồi miệng có 4 lỗi, không chuyện có, nói không chuyện không, nói có, khen cái mọi xe cho lên, là chúng ta tiến được thêm tới là 4 nữa là 7 môn ức, còn có 3 môn ức nữa thôi à. Hiểu chưa đó không? Chúng ta hiểu là diệt được cái 10 cái tà tâm thì chúng ta đến được sát tội với thực lạc rồi. Rồi chỉ tờ có cái là thọ mạng, tức là dư báo đời cuối cùng này là chúng ta nhảy lên thực lạc rất là nhẹ nhàng. Đó. Thành ra tôi khuyên quý vị biến cái làm này ngay bây giờ trở thành cực lạc. Bây giờ quý vị cực lạc chứ còn cái gì nữa. Ở ngoài đời tôi muốn xin lỗi kỹ sư
là 100 ngày một năm ở San Jose, một tháng duy một ngày không được. Thì hội tin thì nói cho nó không? Con đó, kỹ sư quá chắc á, tháng còn dư được ngày, bản thân cái tiền lương của con mà trừ chi phí tôi lấy được ngày không? Không được. Dư được chính tâm không? Không biết. Có nhiều người đó, tôi biết kỹ sư dư không được 500, nhưng mấy bà đặt, mấy bà trong bà di đài này dư tháng được 800 không? Có. Bởi vậy cửa sắt nó mới nhiều vậy. Bây giờ tiền già tôi mấy bà già này á, làm tháng nhiều. Dư được 800 không, tiền già đâu mà 500 cho ly này cao à, 800 mấy. À ở đây là tiền phi, tiền nhà nó không có nhiều thành ấy. Rồi bây giờ ở ngoài mà điện nước là tiền ống cống, tiền đáp cũng rất là nặng. Rồi tiền kinh siêu răng nữa, đủ thứ chuyện hết. Thành cái áo bệnh cho mấy bà đây, tháng có mấy trăm mà xài có mấy trăm mà. Tiền ăn con lấy 100 nữa phải không? Không lấy tiền ăn, lấy điện nước. Một tháng 200 điện nước. Còn vài ra là không có tốn gì nữa. Thì bây giờ đó, cái áp lực ở Hoa Kỳ này là bill nhà, bill cửa, insurance con ở ngoài con biết đó. Con với má con thấy đó. Là má con đâu có bị áp lực về vấn đề mà nói đâu, mặc dù là thấy là người không có gì hết. Thì bây giờ đó, quý vị muốn tụng kinh thì có tụng kinh, muốn niệm Phật thì có niệm Phật, muốn nước tới chân thì có nước tới chân, muốn nước tới bụng thì có nước tới bụng, gì cầm cái dầu xe ở trên cực lạc thì muốn nước tới chân thì tới chân, muốn nước tới đầu gối thì có nước tới đầu gối, phải không? Thì như vậy bây giờ chú thể đứt chú vô chú tắm, chú muốn xịt cái dầu xe chú nước tới chân được không? Được. Rồi muốn nước tới bụng được không? Không được. Sao được? Cầm cái dầu xe mà. Rồi muốn nước tới đầu được không? Rồi cô dùng tiền tôi đã chữ cho chú muốn xịt nước cổ được không? Được luôn. Hả? Còn cái gì nữa? Tùy tâm mãn nguyện. Hả? Ở trong này đó, rồi bây giờ đó, rõ ràng lắm là ở trong này có chương trình dịch chân kinh. Lúc đầu tôi thấy cũng hào hởi, đánh lên sáng đánh như là dịch xin lắm. Giờ còn 3 đứa. Khóa đầu tiên là nhiêu? Hết cả là? Cũng 23 giờ còn được 3 đứa. 3 đứa. Thường thường cái thời gian quẹt là bao lâu mà quẹt không nổi? 30 phút bao nhiêu? 25 phút. 35 phút mà quẹt không nổi, nhưng mà có thể nào gây lộn tới 3 phút không? 3 phút không? Quỹ tiền có khi nào gây lộn tới cả ngày họ không hết giận không? Bắt hầm hầm chiến tranh lạnh tới một ngày luôn. Ô vậy đó. Chiến tranh 2-3 ngày thì vẫn giữ được mà quẹt 35 phút, 25 phút nhưng được. Mà con nói về tiền áp dụng luật của Phật là không quá đêm. Giờ nghe là nói quá đêm là hiền lại. Nghe lộn qua ngày thôi mà đêm ngày. Sư phụ, con có cái câu hỏi của một vị Phật tử ở bên Úc á. Rồi. Con có. Mà đọc đi nói cái gì? Để cái microphone. Xong trả lời câu hỏi này để tôi hỏi chuyện hỏi lên nói về cô Diệu Kiều. Thì hỏi có những tâm sự mà muốn nói về cô Diệu Kiều để cho bà con nghe. Tại vì này giảng cho cô nghe mà cô thì tại sao không nói đời cô lụa của tôi. Tôi kể nhiều chuyện đại xưa lắm. Dạ, chuyện đại xưa thì hỏi kể cho nghe. Anh Di Đạo Phật, dạ con xin kính bạch sư phụ là con với lại các vị tăng ni trong chùa. Trời, nói lớn lên, nắm lớn lên. Đưa gần vào. Dạ. Con kính bạch sư phụ là có cái câu hỏi của một vị Phật tử thiền niệm ở bên Úc, muốn sư phụ giảng về cái ái nhỏ của chúng sanh và ái lớn của chư Bồ Tát, chư Phật. Chư Bồ Tát, chư Phật cũng có ái lớn đó. Thì bây giờ muốn sư phụ giảng về cái đó. Phật, cái ái nhỏ của chúng sanh đó là nó kèm theo ái mà riêng tư và có kèm theo dục. Tôi nói rất đơn giản thôi. Như hai vợ chồng này ái nhau thì nó có sự ái dục kèm theo. Khi chẳng hạn như bây giờ chồng có nói nó thương con phải không? Có nói không? Anh yêu em. Rồi con có nói là em yêu anh không? Có. Thì bây giờ thì thí dụ cho cô Diệu Kiều cũng cười thôi, để đem con cũng ra cho vui cho cô nổi tiếng. Nãy giờ cô nói tôi muốn lăn xe, sao sư phụ không lăn xe con tôi? Thì bây giờ đó,
thầy nói cái đó là giọng ngữ, lời nói không thật để chứng minh cho thấy là tại vì con còn phục vụ được những cái gì mà chồng con đòi hỏi thì chồng con mới anh yêu em, mà nếu ngày nào con không phục vụ được những cái đáp ứng đó là anh không có yêu em. Thành ra đó là chẳng hạn như giờ con làm gì cho chồng con, thường thường con là bộ phận người vợ là con lo gì cho chồng con, rồi lúc nữa thầy sẽ hỏi lại bộ phận của chồng lo cho vợ, con có nấu ăn giống không, rồi có làm gì để chỉ nấu ăn cho, hay còn làm gì nữa, giúp nhau. Rồi có phụ trả tiền bill được không? Bên nhà có luôn. Rồi làm những việc nhà cũng share nhau, thấy không? Rồi đó là còn phục vụ cho ổng. Nhưng mà nếu một ngày nào đó con đi phục vụ cho ông hàng xóm, ông còn thương không? Nếu quả thật mà con thương con vợ này đó thì nó đi phục vụ cho ai con cũng thương. Thì cái đó mới sẵn là tình thương. Còn cái này mình thương mình, nó thương nó. Tại vì con phục vụ cho nó thì nó mới thương, con là của nó mới thương, đúng không? Cùng ngược lại cũng vậy, chồng con bây giờ là nó là của con mới nói con thương nó. Chứ bữa nào nó qua nó cắt cỏ cho hàng xóm, nó giặt đồ cho cái bà hàng xóm là con giết con này, thì như vậy con thương con. Cho nên cái lời nói không có thật, thầy nói này cho con biết lời nói nó không có thật, mình thương mình thôi. Cũng như trong đây tôi nói tôi thương đệ tử tôi, nhưng mà thật là tôi thương tôi trong đó nữa, đúng không quý vị? Tại vì nó còn nghe lời tôi, nó còn làm những chuyện mà cho vui lòng, nó tuân thủ những gì thì nó có lợi cho cái hệ thống này, nó không làm xấu mặt mũi cái hệ thống này thì tôi thương nó. Nhưng mà ngày nào nó quậy nó phá này kia mà tôi vẫn thương thì tôi có thật sự là thương, hiểu chưa quý vị? Bây giờ nói lại cái ái của Bồ Tát là gì? Đi cái ái của vợ chồng nó thấp hơn cái ái của cha mẹ. Bây giờ tôi xin hỏi thân là chẳng hạn như bây giờ con thương ba con cũng thương dữ lắm chứ, nhưng mà nó khác với chồng con là không có gì dùng trong đó. Rồi mẹ mà thương con trai như là bà già thì hỏi thương thì hỏi dữ lắm, nhưng mà khác cái là không có cái dùng. Rồi thì hỏi bây giờ có đứa con gái là 16-15 tuổi đó thì cũng thương nó dữ lắm, nhưng mà không có cái dùng trong đó. Ví dụ thầy nói không, cho nên nó thanh tịnh, nó có cái ái, nhưng mà nó không có cái dơ bẩn của cái xác thịt. Còn chư Phật Bồ Tát thương ấy, là hoàn toàn cao hơn nữa, tại vì mình thương cha mẹ là tại vì cái đó cha mẹ đẻ mình ra, cái bổn phận mình phải thương vì cái ơn đền nghĩa trọng. Còn chư Phật ấy, ngài đặt chúng sanh là cha mẹ nhiều đời, anh em nhiều đời, và chư Phật thương không có sự làm dụng trong đó. Đức Phật Thích Ca ngài giảng pháp cho thầy và ngài cũng không đòi hỏi là sư phụ phải làm như vậy làm như kia, mà hắn nghe lời thì thầy về cõi lành và thầy không nghe lời về cõi ác. Nhưng mà cha mẹ thì có cái bản ngã trong đó đặt lên. Đức Phật thương chúng sanh không có đặt bản ngã, Bồ Tát không đặt bản ngã trong đó. Ví dụ như bây giờ thầy đi ra ngoài phải không, mà ai chửi cha của người ta thầy không có giận, nhưng mà ai chửi cha của thầy thì giận, tại vì cha của thông lai, tức là kẹp theo cái bản ngã của mình trong đó, thì hiểu chưa? Còn cái Bồ Tát thương chúng sanh đó là bây giờ Bồ Tát sẽ thương thiện hội và thương sư phụ bình đẳng. Cho nên thầy có chửi thiện hội Bồ Tát cũng không có giận, mà thiện hội có chửi thầy Bồ Tát cũng không có giận, nó không có cái bản ngã đặt vào đó. Thì rõ ràng như vậy, tình thương vợ chồng có bản ngã 100% cộng với cái sự thỏa mãn bản ngã và thỏa mãn cái ái dục. Tình thương của cha mẹ dành cho con cái thì có cái bản ngã của cha mái cho cha mẹ đặt luôn. Tại sao mình thương đứa con gái mình vậy đó, con của tôi? Rồi tại sao mình thương cháu ngoại của mình vậy? Thầy hỏi bây giờ nè, tại sao con của thiện hội đâu có phải là do ông bà nội ông nội nó đẻ đâu đâu, nhưng mà tại vì con của thiện hội bà đặt cái bản ngã trên thiện hội rồi đặt lên cái thằng cháu nội, đúng không con? Thì nó kèm theo cái bản ngã rõ ràng lắm. Cho nên tình thương của cái ái của Bồ Tát và cái ái của chúng sanh hoàn toàn khác. Ái của chúng sanh có bản ngã và có chiếm hữu, và ngày nào còn phục vụ cho tôi thì ngài đó tôi còn thương. Cho nên cái ái của chúng sanh nhìn thật ra không phải là ái, mà là có tham trong đó, có tính toán trong đó. Ngày nào mà con đuôi, con bị tàn phế, không còn thấy đường, tai cụt, ngồi xa lăng, mà ngài nói thằng này nó còn thương con như bây giờ, thì đó thật sự mới là thương. Nhìn rõ cái đó đi. Thật ra đạo Phật là nhìn rất là rõ cái đó. Cho nên thầy nói là những cái lời nói đó là tại vì mình thương mình thôi.
Rõ ràng con cũng thương con thôi. Ngày nào mà cái tên này nó còn phục vụ được cho con, nó còn chia sẻ mặn nồng với con thì con còn thương đáp trả. Nhưng mà nó chia sẻ mặn nồng với hàng xóm là con sao ngay. Thật sự con thương nó, và nó có thương ai con cũng thương. Thì ai vậy? Chỉ có bà mẹ. Bà mẹ con trai có một vợ cũng thương, mà hai vợ cũng thương, mà ba vợ cũng thương. Cũng đặt cái bản ngã lên. Con dâu số 1, bây giờ thì ngồi thí dụ là con Hằng đó. Một ngày nào con dẫn con hôm đấy về, con nói thì bán cho. Lỡ con có vẻ đứa con nó nói ơi, bà đuổi vô con, giống quá, giống tiếp. Thương không? À đuổi. Thương luôn. Rồi dẫn thêm đứa thứ ba nữa sao? Đuổi hả? Rồi ông nói sao? Tao chỉ muốn nhiều con Hằng lỡ trùng lên. Ba ơi, em thiệt khổ, giờ hư quá, giờ ba tính sao? Tao chỉ muốn nhiều con, nhiều cháu. Thì quý vị thật, tại sao mà? Tại sao mà cha mẹ mà cái thằng con trai dẫn về mấy bà vợ vẫn chịu như vậy? Tiếp tục đặt bản ngã lên. Đặt bản ngã lên. Cho nên quý vị hiểu đạo rồi đó, thì quý vị thấy những cái mình nói thương thế gian, Đức Phật mỉm cười. Chỉ có Bồ Tát thương mà không có sự trao đổi ở trong đó. Không có sự trao đổi. Còn quý vị cứ nói mà bố thí cho chùa đó, thì quý vị thấy rõ rồi. Thí dụ như con đứa nó có cái máy game, con nó có cái điện thoại iPhone. Cái gì mình nói nha, nó thấy sư phụ lại. Cái má nó sẽ ông xài cái điện thoại đập đá, không cúng cho sư ông cái điện thoại iPhone đi. Cái hồi xưa đó, nó không cúng. Cái chú bà nó nói, con cúng cho sư ông cái điện thoại iPhone đi, bà mua cho cái iPhone. Cái nó chạy xuống dạ ra lệnh lễ, nó cúng sư phụ. Thì như vậy nó cúng cái đó có phước không? Đổi cái nhỏ để lấy cái lớn. Rồi một ngày nào đó, cái sư phụ lại lần nữa, cái bà nó cúng cái iPhone cho sư ông đi. Không cúng, cái bạn kêu lên buồn, cúng cho sẽ ông cái điện thoại iPhone, sẽ ông sẽ má sẽ mua cho con cái iSix, thì nhà được nó cúng, thì cúng cái đó là bỏ cái nhỏ để lấy cái lớn. Thành có nhiều bà đi Việt Nam bố thí cúng dường rất là nhiều, nhưng mà không có phước, tại vì nghe trong kinh á, mấy bà nói đó, là một lần á thì được nhận 10 lần, cúng 1.000 thì nhận được 10 triệu. Có chuyện đó nói không? Cúng một phần thì nhận được muôn phần, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà quý vị để ý cái đó, thành ra bỏ cái nhỏ mà lấy cái lớn. Rồi chưa kể đó, là hỏi sao không có phước, là lại còn quay video, rồi về còn in ra cho tôi thấy là tôi đang phát tiền nè, thấy không? Phát tiền, nhưng mà thua của Hồng Anh. Của Hồng Anh đi chợ mất cái giỏ 900 đồng. Tức quá, giái Hòa Thượng Tiêu Hóa, Hòa Thượng Tiêu Hóa cũng không can thiệp. Bây giờ Hòa Thượng Tiêu Hóa ngài có bình đẳng chưa? Mà biết cái đứa ăn cắp thì ngài nói ra đứa kia bị xấu hổ không? Ngài thương bình đẳng, cho nên Hồng Ân giái hoài mà. Rồi chạy qua ngài Quan Âm, Quan Âm cũng là bình đẳng. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Sói Tâm Nguyện. Cũng không xong. Thành ra suốt ngày không có nghĩ gì hết, cho nên bữa kia đang hộ niệm. Cái tụ hiệu của Hồng Ân, cô thấy chưa? Nhà thấy, bây giờ cô cũng có phúc nhà muốn. Bố thí ba năm mà. Hồi giờ cô có bố thí? Có chứ, con bố thí nhiều lắm. Hồi giờ có cúng chùa thì có. Mà khi cô cúng, cô biết cúng ai? Biết. Con cúng cho chùa thì con biết là cúng cho chùa. Con cúng cho thầy, con biết cúng cho thầy. Tôi nói cái đó không có phước gì bố thí. Biết người cúng và biết được người cho. Tôi cũng biết cô cho. Thì bây giờ cái tên nào mà nó ăn cắp cái giỏ cô 900 đô đó, cô nói lên lại với Địa Tạng. Con hôm nay Hồng Anh bố thí ra mà mặt gì con bố thí mà con không biết con mẹ nào. Thì như vậy phước tích vô lượng. Cái bữa nay quý vị thấy cái mặt của tôi không? Hiện tiền. Rất cười ra cá. Trong đời kiếm cái gì mà bố thí quá là mặt không có Hồng Anh ơi. Thành ra cái 900 đô này nó đổi thành là 90 triệu rồi. Còn nếu mà bố thí mà biết mặt thì 900 đô thì chỉ lấy được 900 đô thôi. Tiền lời bây giờ rất là thấp, không phải mấy phần trăm. Chỉ có bố thí quá là mặt mà mới là thực sự. Tại vì cái gút mắt của cổ nó cũng tức, cũng phải cũng nghèo gì 900 đó. Nhưng mà cũng tức là cũng muốn người đó phải là nói với cổ để xác nhận là cổ cho, đúng không? Ý là muốn vậy. Nhưng mà có ai mà làm cha ăn cướp? Thì bây giờ bố thí ba la mật đi. Rồi bây giờ chỉ như vậy là cả cái hệ thống này nó vui hết. Mấy ngày qua là khi mà cô mất cái giỏ là coi như náo động hết. Thấy không? Hồng Đức tu cô không yên. Thì nghe cô gõ cửa cái Hồng Đức rồi, cái giỏ 900.
mà Bồ Tát thêm quá rồi vẫn Phật cũng rầu nữa, biết sao giải quyết vấn đề này. Cho nên khi mà cổ thứ ba là mặt thấy là ok, giờ tôi không biết, vua không nhận thì thôi, tôi bố thí ba la mật vậy là vui vẻ cả làng hết. Mà trong chiến tranh này đó là nó cứu cô rất là nhiều, nó cứu cô thành sanh rất là nhiều, tại vì trong làng này chưa có ai được bố thí ba la mật, cái mình cổ là bố thí ba la mật. Nhưng đừng nói vậy là vài bữa là mất đồ dài dài nha. Nói vậy thì hỏi sư phụ nó tại bây giờ sư phụ lên chương trình bố thí ba la mật, thôi cứ chôn đi, cho sư phụ không bắt điều tra ra cái người nào đấy, vì sư phụ nói bố thí ba la mật, chẳng bao lâu trong làng này tới mấy chục cái người bố thí ba la mật luôn. Rồi bây giờ là còn 10 phút, 12 phút nữa là 5 giờ, thì bây giờ tôi mời cho thiền hội muốn nói một cái gì đó, một câu chuyện gì đó với Hương Linh cô Diệu Kiều. Bởi vì thầy đã từng nói là tôi không có thân cô Diệu Kiều bằng thiền hội, thì bây giờ thiền hội kể lại để mà những cái lời tâm sự để tiễn đưa cô Diệu Kiều về cõi Phật. Dạ, kính bạch sư phụ cùng thầy cô với lại Phật tử trong làng. Thì cô Diệu Kiều mà lúc mà còn sống á, thì cũng thường gọi thầy chồng con lắm. Nhưng mà con cũng xin phép cô, nếu mà con nói sai, cô giả mặt vợ con, nó đụng cái con rồi. Dạ nói chơi với con. Ok, cái chuyện thứ nhất á, mà cô nói với con á là tại sao cô, nhân duyên nào mà cô đến với Phật Pháp, đến với chùa chiền. Thì cái hồi đó thì cô nói là chú đi ở tù rồi, cái thằng con trai á, Quốc Nam, khách nhân Quốc Nam á, thì nó mất. Nếu mất thì cổ mới đi ra thăm một cái ngôi mộ của nó. Thì khi mà cô đi ra cô thăm ngôi mộ đó, thì buổi sáng sớm thì cô nghe ở xa xa cái tiếng chuông chùa vọng lại. Thì cổ mới lần theo cái đó, cổ tới đó thì cổ gặp một ni sư. Thì cổ rất là thương con ni sư đó, muốn tới thường cũng thương ni sư đó lắm, là ni sư đó là người bổn sư đầu tiên của cô Diệu Kiều. Đó là cái câu chuyện nhất mà cô nói với con, tại sao cô biết được đấy là Phật Pháp. Đấy là Phật Pháp, dạ. Nhưng mà trước nói đó thì con ngừng lại chút này chút xíu là cái nhóm Phật tử ở Missouri á, sư phụ, Missouri, dạ, rất là thành Phật từ chứng tuệ đức nè, gặp chú ở bên làng Công Rô bên kia, rồi cô Diệu Kiều, rồi cô Duy, rồi chỉ có một người đi ra thôi là con học thân thôi. Nhưng mà họ gắn bó ngay từ đầu, rất là quý, cũng giống như ở Arizona, cái đám Phật tử ở Buôn Sai thì con vua rồi. Con vua của con là Phật tử rồi, con vua. Nếu Phật tử ở quê hương con Buôn Sai thì con vua. Con vua, dạ, con vui lắm, dạ. Thì cái chuyện thứ hai của cô nói con nghe là có một lần cô bị coi như là thập tử nhất sinh, cổ coi như là có thấy Phật A Di Đà rồi mà cổ muốn đi, nhưng mà con gái nè, con nhỏ này nè, là em tên gì? Dạ Diệu Nhân. Diệu Nhân ấy, nó cái ôm cổ nó khóc, thì cổ cái quyến cái ái của cổ trở về người lại, cổ mới tỉnh lại. Đó là lúc đó là cổ thập tử nhất sinh đã thấy Phật A Di Đà, thấy Phật A Di Đà. Nhưng mà rồi con Diệu Nhân này nó tới nó ôm mẹ nó khóc quá, nó còn nhỏ, nó còn nhỏ, dạ. Đó là cái câu chuyện thứ hai của nói với con. Thì cô rất là tội mà cũng thương hai chồng lắm, con đâu cứ gọi cô tụi mày làm ăn sao thì nói cũng thường nói chuyện với cô lắm mà hiền từ nữa, cô rất là hiền. Còn chuyện nữa là xấu hả? Cô chỉ hỏi là vợ chồng mày làm ăn sao không hả? Ok, để con nói chuyện này. Rồi cái chuyện đó hả, mỗi lần nó đi lên này á hả, mỗi lần con đi lên này á, thì xong chú nè, ổng nói tụi mày ăn bánh khọt không, khó ăn bánh khọt lắm, chứ tụi mày không làm bánh khọt. Nhưng mà cô theo nói, ê, hàng mày biết không, ổng khó ăn bánh khọt lắm mà bây giờ ổng lợi dụng hàng mày là ổng ăn bánh khọt cho cái gì đó, là chú đó, chú. Và con nói có một cái chuyện rất là buồn với lại chú á, là ổng nói mày nghĩ thôi, cô á, cô rất là
ở gần gũi với chú, nhưng mà anh không, nhiều khi ông nói câu buồn mẹ ơi, phải không nói gì cô, ông nói có một thằng con mà ông giữ không được, ông nói vậy đó, có phải trước cái người ta nói thơ đó không đó, thì cô buồn cái chuyện đó lắm. Cô có nói với con như vậy á, cũng rất là buồn. Còn cái tiền kiếp của cô á thì chắc cũng nhường lại cho sư phụ nói, cái tiền kiếp với sư phụ nói cái đó với con đi, nói cho mấy người nghe đi. Cái thì con nói không được không sao. Dạ ok, thầy sẽ đi phải. Dạ. Thì cái tiền kiếp của cô á là vậy, cô nói là cũng sư phụ cũng sẽ đi phải cho mình biết luôn. Dạ. Là hồi cái trước của cổ đó, chú Huệ Nghiệp á là một thầy tu ở trong một ngôi chùa. Rồi á, con nhỏ này nè là đệ tử của ổng. Con gái. Con gái là đệ tử của ổng. Dạ. Rồi cổ á là cái người Phật tử đi chùa. Mà ông già này á, ổng mê tu đời trước. Ổng tu đời trước đó nha. Ổng mê mã. Ổng mê mã mà ổng bỏ đi này kia nọ rồi ổng xuất gia xuất tùm lum hết trơn, xuất giá rồi đi theo cổ. Thì không biết sao cái nghiệp nó kéo tới đời này. Con nhỏ này là bằng con của cái vợ chồng của vợ của cô như vậy chú. Dạ. Đó là những cái chuyện mà cô kể còn nhiều lắm mà cũng quên hết trơn rồi. Cũng nhiều chuyện lắm nhưng mà con tạm thời cô nói vậy. Nhắc lại cái kỷ niệm với cô thì mong cô đi lên cõi lành. Giờ sư phụ con vậy là cũng có phước lắm rồi. Tại vì ở đây mà cái mùa dịch này á, tới cái nghĩa trang nào, tới cái chỗ nào cũng có hai ba người đeo tèo này tèo rất là lạnh lẽo. Thì có lực khó khó lắm, sẽ không được đưa về đây để thoải mái đỡ. Cái đêm tới này tụi con ngủ xung quanh cái quan tài này trong cái chánh điện này luôn. Dạ, tử cô đi ăn làm về khỏi trên rồi lên và bữa sư phụ lên, sư phụ ghen với cô đó. Không có đâu, bả cao, bả lên đâu cao. Sư phụ lên ganh tỉ với cô đó. Dạ, vậy con có lời tâm sự chia sẻ với cô Hương Linh của cô với lại quý vị ở đây. Cũng hết. Cái vấn đề tôi nói tôi certify đó là cái chuyện tìm kiếm đó, là không phải là cổ nói với tôi đâu. Là thiện hội kể với thầy là mới kể hồi trưa này khi ăn cơm thôi. Đúng không thiện hội? Dạ. Thì thầy certify là tôi nói ông Huệ Nghiệp là đúng là nhà sư. Tại vì á, ông có cái căn bản Phật pháp của một nhà sư. Thành ra tụi con biết là ba con về Phật pháp là nhiều không? Nhiều lắm. Nhưng mà hồi trước nó đã tu không trọn, tức là ông mới có pháp học. Pháp học tức là học pháp rất nhiều, nhưng mà vì nghiệp ái cho nên là không làm được cái pháp hành. Cho nên đời nay hồi trước ông cũng là một giảng sư. Cho nên á, ông vào đây á, tôi mới nói với Phật tử nói là ông Huệ Nghiệp không có học pháp thầy, tại vì ông đã một bụng pháp học rồi, giờ chỉ có hành thôi. Cho nên á, tại vì cô Hồng Đức cũng nói sao mà kỳ quá, vợ của chú bệnh mà mình muốn cởi sức cầu an chú không chịu, ông chịu gì? Ông nói rằng ông hiểu đạo là ông nói là phải tu tịnh độ là phải tự mình ráng, rồi cái khi nào mà không được Huệ Nghiệp trước thì mình nói thầy nói tại vì chú Huệ Nghiệp á, thấy nhìn của thầy đó, ông là một nhà sư, mà nhà sư đã từng có một cái tạm thức, một cái đời quá khứ học kinh điển rất là nhiều, cho nên ông không có cần học nữa. Thành ra ông chỉ đến, nhưng mà không phải ông không học mà ông không nghe. Ông đến đây, nếu mà vợ ông đến đây mà không, ông không có nghe băng tôi, ông nghe những cái băng cái sách của tôi từ thời còn là thầy núi nữa, đúng không? Cho nên ông đã nghe rồi và ông cảm nhận tôi là một cái người giảng pháp chánh pháp, lại cái đó giờ ông mới đến. Thành ra tôi với ông không nói chuyện nhau, cứ đi ngang qua thấy lui cũng làm gì, chào bác và thôi, là chỉ chào cái rồi đi ngang qua thôi, đúng không? Và cô Diệu Kiều cũng vậy, thấy cô quét rác đi ngang nhà sư phụ về vẽ vậy thôi. Cái hình ảnh tôi là cái hình ảnh cô Diệu Kiều quét rác. Anh ưa quét đồng chồng, dạ, anh bộ Phật sư phụ về vậy thôi. Cho nên á, một đời này quý vị thấy một buổi kinh kệ. Và chú Huệ Nghiệp là có cái nghiệp đời trước, nghiệp nhà sư. Cho nên chú gặp Phật tử nào mà nó nói là chú trúng đại nhà sư là chú sẽ trổ ra là coi như tràng giang đại hải. Thành ra nhìn tiếp quý vị coi có phải không, tại vì giờ chính nghiệp nhà sư, mà nhà sư rồi thì đương nhiên cái núi cái thiết gì nó còn mới có học không mà chưa có hành. Nếu ông hành rồi thì giờ này ông ở kia ông đã đóng mã rồi, phải không? Cho nên cái luyến ái vợ chồng á nó luôn tới giận lẫn nhau, phải không? Thành ra đó
ổng mà đi cô Huệ Kiều cũng có một cái nghiệp đó là đời trước kéo cái nhà sư, hay là không biết là nhà sư kéo cô Huệ nghiệp, cô Diệu Kiều. Tôi đâu có biết. Ông hỏi ai kéo ai chú? Mà đời này ai kéo ai, ông cua bả hay bả cua ông? Đời này nè, sĩ quan cua gái đẹp hay là gái đẹp cua sĩ quan? Đời này nè, ông cua bả hay là bả cua ông? Bả là một nhà giáo đó nha. Đời này thì ông biết chứ, ai cua ai ông phải biết chứ. Đời này tại vì hồi trước tôi còn trai á, thì tôi thấy ai đẹp là tôi phái. Bả đẹp chứ, bả đẹp đó. Phái về cái đẹp là nhào vô à. Thành ra ông yêu nhiều người lắm phải không? Vậy là ông yêu nhiều người lắm phải không? Vậy vậy sao? Tôi chỉ quan bất thành phu phụ, và là đó câu nó vậy đó. Bởi vậy vì lý do tôi, bây giờ tôi mới hiểu hồi đó tôi cứ thán phục. Mỗi lần đi về đây là thán phục hai vợ chồng này. Thì tôi thường nói cho công nhận đó, tu vô đây mới là tu nè. Vợ chồng ái dục với nhau mà mỗi người một nhà, ăn cơm chung nhưng mà ngủ riêng. Hả? Ăn riêng hả? Mà tại sao lại bớt cơm chung, có sinh phẩm mới với nhau? Cái gì lạ, làm ngon thì cho nhau ăn. Cho nhau, nhưng mà vẫn ăn riêng. Ăn đâu có ăn cơm nhiều à, tức là hai vợ chồng vẫn nấu riêng, rồi lâu lâu có bánh khọt có gì đem qua. Rồi thì tôi cứ nói đó, vô đây là phải như vậy nè, phải không, là coi như là cắt ái liền. Nhưng mà tôi thuyết phục, nhưng mà sau cùng là tôi biết giữa ẩm với bả nó có một cái bức tường âm thanh gì đó mà chưa vượt được cái tốc độ mà phá vỡ bức tường âm thanh. Cho tới ngày hôm qua kia bả mất đi đó, ẩm đứng không khóc. Thì tôi thấy ông người này là cái người ông là lạnh lùng lắm, ba con á. À, nhưng mà bữa đó ông khóc thì tôi mới chắc ông nổi tại sao khóc, thì ông có thương vợ không. À, thì lúc đấy có lẽ, nhưng mà rất tiếc rằng những lời này nên nói khi bà còn là phàm phu ở cõi ta bà. Khi mà bà thành Bồ Tát ông nói thì bà cũng không có phê đâu. Thành cho nên khuyên những người còn vợ còn chồng nên nói những cái lời mà người phàm thích nghe. Chứ bây giờ tôi bảo đảm ông nói gì bả cũng không thích nghe đâu. Như giờ mà chuyện hỏi tôi nói ngọt với anh Thằng nó còn thích nghe lắm. Không được. Hồi nãy kể chuyện mà đủ lỗi có gì cô Diệu Kiều tán con vợ con chứ đừng tán con. Thành ra quý vị thấy thầy muốn những cái bài pháp này hỏi về những cái chuyện phiền não. Cái làng Di Đà này á, nó chỉ là vật vô tri, nó không gây phiền não cho quý vị. Cái bông này nó là vật vô tri, nó không gây phiền não cho thầy. Nhưng mà thầy đó có ác cảm với cái màu vàng là vì một cái gì đó trong tiền thứ, thầy thấy đây là thầy ghét cái màu thì chối mắt luôn á. Có những cái màu áo mà mình thích cái màu mà người ta nhìn thấy ghét. Có những chiếc xe mà tự nhiên nó sơn cái màu mình vô cái mình thấy mình không thích thì nó công nhận không, nó chạy nó đậu cái màu đỏ chối là mình ghét. Chung bản là của cái đó là của mình sao mình ghét. Như vậy cái ghét thương này do đâu? Là do cái tập khí trần lao của mình. Vì vậy con, tất cả những cái tâm này nó không, những người ở trong làng đó mà đổ lỗi cho làng Di Đà không? Cái làng Di Đà để làm con khó tu. Tìm hiểu thôi. Là cư dân của làng Di Đà làm cho con khó tu. Mà cư dân làm cho con là do cái gì? Do tâm con động. Tâm con động. Cho nên con mới khó tu. Cho nên đó, từ đó tụi con tìm được cái chìa khóa đó rồi. Có như mình tại vì biểu khổ không được được niềm vui là do cái gì? Đừng đổ thừa người ta, tự mình á. Mình tìm từ do mình chấp vào lời nói của người đó, do bản ngã của mình, hay là do biệt nghiệp. Hai cái tập quán, tập khí nó khó lắm. Một cái người mà học có cái tập khí mà lâu đời mấy triệu kiếp rồi, thật ra họ rất là khó. Cái tập khí là gì? Ví dụ bây giờ ngày giảng pháp mà chuyện hỏi nó ngó trên trời, thì nếu có Phật thì hỏi tại sao nó cứ ngó trên trời, không biết tại trăm mấy trăm đời nó làm cái người nhà thiên gia. Rồi đang giảng pháp thì có người cứ đi qua đi lại gãy đầu gãy tai không chịu lắng nghe. Ngày nay sư con nghe Phật pháp hay quá mà cái ông thì khéo, ông cứ ngồi gãy đầu gãy tai và ông để ý đâu Phật, tại vì nó năm trăm đời làm khỉ, thấy không? Rồi hỏi vô ăn cơm, hỏi sao cái ông thầy ông ngồi ông ăn cái nhai hoài, ông lúc ông già rồi mà ông cứ ngồi ăn hoài để tụi con phải chờ để dọn dẹp cái nhà bếp. Ông nói tại 500 đời làm con trâu, trâu nó ăn rồi sao quý vị, nó nhai lại. Ngay lúc đó Phật nó kêu thì khéo lên, ông lên cõi trời ông ở đi, ông phải chứng A-la-hán rồi, ông đừng ở đây. Ông ở đây để cho những người chưa chứng quả họ nói bậy nó bạ, ông đòi đi ngủ.
cẩn thận lời nói. Cho nên quý vị thấy chúng ta tập khí khác nhau hết à, cái gì mà nó cái nghiệp là cái hành động lặp đi lặp lại nhiều đời của mình trong tiền kiếp. Chẳng hạn như bây giờ mai mốt mà lái máy bay rồi sau mà chú thể đức chú chưa có giảng sanh, chú trở lại là chủ học ngày mai rồi, thì cùng vô thi đó là ông chắc chắn là ông sẽ lấy bằng rất là dễ. Rồi đời trước mình đã làm nha sĩ rồi, đời này mình học là nha sĩ, mình lấy bằng rất là dễ. Còn thầy mà trở lại đó, thầy nói thầy không nghe thực lạc, thầy tôi từng nói rồi, mà thầy trở lại làm tu sĩ đó, thì cho người ta vô người ta học phải là mấy chục năm ta mới biết. Còn thầy vô học chừng vài năm là thầy tự động cái tạm thức thầy nó mở ra hết, phải không? Cho nên những cái gì lạc lai lạc ma mà khi họ tái sanh rồi để tử đi tìm đó, là người ta biết cái người đó khi còn sống tu cái nghiệp gì, rồi những cái quần áo của người đó người ta đem đi đồ đạc đó, tôi biết cái y này nó có giá trị gì, cái máy tụng kinh này nó có cái gì, là người ta giữ lại. Thì những cái bài giảng của tôi ta lưu lại, cho nên khi mà ta tìm được đứa bé 7 tuổi rồi, người ta mới đưa vào cái đó, người ta có những cái kỹ thuật để người ta kêu là khai mở thần nhãn, kích động giống như phô hoa vậy đó, họ kích động lại cái tiềm thức, họ cho cái người đó nằm vào giấc ngủ như thôi miên vậy đó, ví dụ thôi miên không à, để người đó quên cái thân này và họ kích động lại cái tạm thức, thì trong vòng đó cái gì lạc lai lạc ma nhớ lại hết. Tại vì ngay trong một đời mà được đệ tử, còn nếu gì lạc lai lạc ma đó mà không được đệ tử mà tìm về để đưa vào một cái nơi để mà có cái khóa mở thần nhãn cho ông nhớ lại chút trước á, thì đặt vai lạc ma là cũng đi ra cũng lấy đời. Bây giờ có một cái bà ở bên miền Đông á, người Mỹ, trong thời gian kỳ năm 1949, khi mà qua lùm Tàu Cộng nó chiếm cái cây tạng, thì cái vị đặt vai lạc ma nó chết và ông lại đi qua Mỹ. Nhưng mà qua Mỹ lúc đó thì cây tạng không có đệ tử đi qua Mỹ được để mà tìm về để mà khai mở thần nhãn, cho nên cái vị đặt vai lạc ma là ở trong thân đàn bà và trôi lăn như vậy rất là lâu. Sau đó những cái vị lạc ma mà dự đến Buche họ mới tìm mọi người thiền, và họ biết là người này trôi lăn từ ngày 1949, 59 tới 69, người đó đã 20 tuổi, chứ cô đã có chồng và có hai đứa con. Thì cái phái đồ này đang lạc ma lúc đó là được Hoa Kỳ coi như là cho qua, thì đi qua tới nơi đó, ngài mới tìm lại cái đó, và người ta mới dùng những cái phá mở thần nhãn. Và khi cái cô đó cổ trở lại trong cái tiền kiếp thì cổ biết cổ là một vị lạc ma thánh tăng, và lúc đó cổ mới ly dị chồng và cổ trở lại là một vị lạc lai lạc ma đó. Quý vị thấy rõ thành ra Bồ Tát nhập thai là quên à, nhưng mà nó vẫn còn đó. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng lắm, những cái gì nó có trong đầu mình đã là xảy ra, quý vị không có bao giờ quên đâu, không bao giờ quên. Ví dụ như à, thầy hỏi chuyện hỏi cái ngày mà con cứ vợ con đó, lên đèn tại đâu tự nhiên nó nhảy rồi đó, nó nằm ở đâu á. Rồi cái ngày đầu tiên mà quý vị xuất gia cạo đầu sư phụ cạo đầu đâu, không bao giờ quên à, cái ngày mà ông ở tù á, ông ngày 23 tháng 6, ông không bao giờ quên. Có những cái nó đưa vào trong cái tạm thức, mở ra hỏi cái là nhớ lại liền. Rồi vô trại ngủ trên cái lá như thế nào, nó nằm đâu mất, rồi tôi nhắc lại bốn mươi mấy năm ông nhớ không? Nhớ. Thì những cái đó là nghiệp lành nghiệp dữ, nó không có bao giờ mất. Tới phút lập chung sư phụ dùng cái kỹ thuật của Phật tâm để kích động những hạt giống chủng tử, tức là những cái tích lũy nghiệp đúng không quý vị à. Thì tôi giảm thêm một cái đoạn nữa là ngày hôm qua tôi hỏi, hay là ngưng lại đi, tại vì cái phần kinh Pháp Hoa mà tôi nói rằng tại sao mà Đức Phật Ca Bảo hiện ra, mà muốn mở cái tháp đó thì phải Đức Phật Thích Ca phải thu những cái phần thân của ngài về, thu hết tất cả nơi về, mà rồi dời hết tất cả trời người ở ngoài địa cầu thì đi thế giới khác để chừa chỗ cho Đức Phật. Cõi Ta Bà lúc đó biến thành ra thanh tịnh, trong kinh Pháp Hoa có nói rằng đó. Mà thời gian á, mà đó nó kéo dài đến 50 triệu kiếp, thì làm sao mà Đức Phật thọ chỉ có 80 năm? Thì như vậy những cái chuyện đó làm sao mà mất? Có gì vậy mới mở được thì mình đọc, mình thấy là nó có những cái điều impossible. Cũng như thầy ngồi thuyết pháp đây, là thầy thuyết pháp có 2 tiếng, nhưng mà làm sao này viết kinh lại là thầy thăng lai thuyết pháp đây là gì, là những bộ kinh khi có cô Diệu Kiều giảng sanh, thời gian này nó kéo dài là 1000 năm, mà vì cái thần lực của thầy thăng lai cho nên thánh chúng trong này chỉ cảm thấy có 3 tiếng, có nói vậy không? Thì như vậy kinh sao dịch sao được, không có hiểu, phải tìm được cái quyền nghĩa của cái đó. Mà trong khi thầy thăng lai thọ chỉ có mấy chục tuổi à, mà cái thời pháp này kéo dài 1000 năm,
mà thánh chúng ngồi ở đây, phải không? Mà trong khi đó thầy Tông Lai dời hết cho tất cả những người ở Indo này đi thế giới khác để thầy Tông Lai đem các hóa thân của thầy về đây. Ủa? Thì Phật cũng vậy, Phật phải dời hết chúng sanh ở cõi Ta Bà với độ này rồi đem tất cả những vị Phật thân thân. Phật Thích Ca không phải chỉ thiết ở một cái quả địa cầu này mà ngài là thiết pháp ở tam thiên đại thiên thế giới. Bởi vậy có cái biệt hiệu là thiên ba ức quá thanh, mà ông Phật đã bảo ông có cái nguyện chỗ nào có thiết pháp qua thì ông hiện ra, mà muốn thấy mặt ông là ở trong cái tháp, mà phải thu hết các cái vị Phật đem về đây, mà muốn chứa ở trong quả địa cầu này thì phải đuổi hết dời hết cái tuổi mà Phật phu tục tử, chỉ chừa lại cái dấu mà đã nghe Phật kinh pháp qua thôi. Thời gian nó rất là dài, nó chỉ các cái gì nó khó hiểu không? Chút nữa để coi tối nay chúng tôi thời gian tôi giảng. Thì cái bài pháp rất là hay. Thì tụi con những gì thầy nói, tụi con đã đọc kinh pháp qua có cái đoạn đó mà. Thì nên mình nói đoạn qua mà mình không mổ xẻ những cái đó là mình không có làm được. Phải mổ xẻ, mà mổ xẻ được như vậy đó thì bằng là cúng dường biết bao nhiêu tiền. Ở trong này quý vị có cúng dường từ một căn nhà, hai căn nhà, một vài triệu, mà không bằng quý vị mà tại vì cúng dường cái đó chỉ tạo phúc báo nhân thiên, mà quý vị vẫn còn cái tâm phiền não, mà quý vị hiểu được cái này, thọ trì là giữ gìn được cái đó, đó thì quý vị được lợi ích. Quý vị tôi nuôi cho một triệu thành thiện hội thành bác sĩ, không bằng tôi thành bác sĩ. Nuôi cho một triệu người chứng A La Hán, không bằng tôi chứng A La Hán. Hiểu được cái đó thì chúng ta thấy bởi trong kinh Phật nói nuôi hết những cái chúng sanh tới 80 tuổi là thấy nó sắp chết, nó dạy cho nó cái pháp thiền định, dạy cho những tôn kinh để cho nó hết tham sân si, nó chứng A La Hán. Công đức lớn không? Lớn lắm. Nhưng mà không bằng hiểu một bài kinh kệ Pháp Hoa mà thọ trì. Thọ là ăn vô, trì là giữ, là không có cho nó ối ra, không cho nó ra ở trong người cho tới khi nào mà hết tham sân si thì thôi. Vì đó là thuốc trị phiền não. Còn chúng ta cứ uống thuốc vô, uống vô, chúng ta nhả ra. Còn có những người chỉ đọc to thuốc mà không uống. Chúng ta tụng kinh là đọc to thuốc. Còn chúng ta thọ trì kinh tức là chúng ta uống thuốc. Uống thuốc rồi đó, mà phải uống cho đều. Cái bệnh tham sân si nó giống như bệnh tiểu đường không có gì. Nó nan y, nó còn hơn nữa. Tiểu đường là phải uống thuốc lại tham không? Tham sân si là phải tu lại tham. Nhưng mà tu tới giờ vô nằm trong nhà giảng sanh cũng chưa hết. Như là con gái của cô Diệu Kiều á, tại vì má con còn cái tâm thương con mà, thành có con đó là khó đi lắm. Thì như vậy à, chết còn chia là cái đó Phật Di Đà kêu là giới nghiệp giảng sanh. Đi qua đó mà vẫn còn tình thương thiếu mới với con gái, vẫn còn tình thương với nguyện nghiệp, thành ra cái phước và đường giảng sanh kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang theo tất cả những cái nghiệp chứ chưa có thành tịnh. Rồi lên đó là từ từ mỗi ngày Phật Di Đà mới cử quan tâm thiết pháp, cử ngày này ngày kia, nên nó rất nhiều vị Bồ Tát. Còn đó là người mà về cầu về cõi trời đấu sức chỉ là gặp được có một vị Bồ Tát Di Lặc mà thôi, trong khi từ cái nội diện mà ra ngoại diện trước khi mình vô cõi đó đây nè, đó chẳng hạn như ở đây là nội diện cõi trời đấu sức Phật Di Lặc trong thiết pháp. Nhưng mà chuyện hỏi nó lên tới đó nó phải qua cái ngoại diện. Từ ngoại diện đó là có 1000 cung nữ tròn đám sẽ chào đón sẽ nổi rồi. Rồi cỡ như ông trệ nghiệp này, ông thấy gái là ông mê. Ông lên đó cõi trời ông trong trang của một thiên tử đẹp trai. Nhớ kỹ nha, mình trên tiên trời đẹp lắm. Mà muốn lên đấu sức thì phải đầu tiên ra vô cái ngoại diện. Vô ngoại diện để mà nhận phòng, nhận ốc như là Di Đà, vô nhập ngay cái ban tiếp tân. Mà ban tiếp tân đó là 1000 cung tiên đẹp gấp triệu lần con hàng. Cái chuyện này có thật. Ở bên Tàu có ba ông tăng cùng tu với nhau mà nói rằng á, tu mà chờ hội Long Quang á thì tới 87 triệu năm nữa mới gặp. Thì hội Long Quang lâu bây giờ Bồ Tát Di Lặc ông đang ở trở đó. Thành ra mình lên gấp thì ba người tu thiền mà đồng phát nguyện thiền định và giữ giới thanh tịnh để lên khỏi trời, coi như là chỗ mà đấu sức ngày Di Lặc đơn giản. Thì sau đó một ông đắc thiền, đắc được coi như một cái thiền định để lên cõi đó, ông xả bóng thân, ông làm bài kệ. Thì trước khi ông đi thì hai ông kia nói sư huynh lên trở nhớ nha,
nhớ về bóc mộng cho tụi này chưa được nhập định, tại vì nhập định thì tôi mới thấy được, cõi trời ông giờ ông thấy được rồi, rồi cái chư thiên xuất báo còn 3 ngày nữa thì lên cõi trời đốt sức, thì anh nhớ lên trời có cái gì sao nhớ xuống đây cho mấy huynh đệ được biết để điểm nằm nha. Thì ông này ông đi 3 năm cũng thấy vậy, mấy người này đũa làm thiệt mà lên trời rồi quên huynh đệ đi. Thì tới cái ông thứ hai, ông nói tôi bảo đảm tôi không có cái kiểu mà coi như là tham phú phụ bằng là lên cõi trời rồi quên cái người với tình gian. Cho nên ông đi, mà ngày ông tu rồi ông cũng nhập định được và ông được chư thiên báo, là phước báo đủ để lên cõi trời đấu sức. Ông đi lên đó rồi cái gần 3 năm ông mới trở về bóng mộng. Thì ông kia hỏi sao mà tới 3 năm mới về, ông nói trời ơi, một ngày một đêm của cõi trời coi như đấu sức là 400 năm dưới này. Cho nên tôi mới vừa lên thì cung nữ họ mới giao cho tôi là lãnh phòng, lãnh những cái thiên xa là xe trời, thiên y là áo trời, rồi dẫn tôi đi một vòng. Thì trong đó là nổi 1000 bà trời đấy, thì tôi thấy để thấy đại sư huynh mình làm gì. Ông đang ngồi, ông nghe mấy ngàn cung nữ đặt trời, ông chưa vô cầu Phật chưa đặt nữa. Không? Còn tôi tại vì tôi giữ cái uy tín với ông lắm á, thì tôi nhận phòng xong, nhận thiên y xong, nhận thiên xa xong đầy đủ hết á, xe trời, áo trời. Rồi tôi nhận mấy ngàn cung nữ đó là họ chào đón tôi mà tôi không cần, tôi nói tôi phải vô gặp Phật Di Lặc. Tôi vào tôi lễ Bồ Tát Di Lặc, dòng tôi xuống đây cái mà hết ba năm. Thành ra ông có khuyên ông này thôi, ông đừng lên trở, đại sư huynh mình á, bây giờ bị ngũ dục lôi kéo rồi. Cho nó sống tới một ngày một đêm là 400 năm dưới đây, mà lấy là sống tuổi thọ là 4000 năm, lấy 400 năm nhân ông tỷ bệnh nhân nha, 400 năm nhân 365 nhân 4000 coi tuổi thọ là bao nhiêu. Cho nên khuyên các ông còn lại đừng đi và phải phát nguyện giảng sanh tịnh độ, tại vì ở đây nó có ngoại diện và nội diện. Tôi cái dùng định lực dữ lắm cho nên tôi mới đi được vô tới nội diện lễ Bồ Tát, rồi tôi xuống đây tôi nói bây giờ tôi trở lại. Mà tôi trở lại rồi tôi không biết là tôi vô ngang mà mấy ngàn bà đó đẹp, và tôi còn qua được cái hàng rào đó nữa. Năm trăm bốn mươi tám triệu đó, sống cỡ đó thiệt hội. Khi mình sống cỡ đó mình có muốn tu không? Không đâu. Còn lâu, giờ còn 7 ngày chết tu. Cho nên Phật không bao giờ tán thán cõi trời. Các cõi trời bởi mọi trong kinh Địa Tạng, trong kinh Vô Lượng Thọ, nó tu một ngày một đêm ở đây bằng ngàn năm ở trên đó. Ở trên đó họ ăn cái từ họ nghĩ cái là cái tự động cái báo hiện ra, đồ ăn nó hiện ra. Rồi quần áo, ví dụ như họ nghĩ tới cái đồ gì cái nó hiện ra, cái đồ đó coi như là hóa thân. Họ sống ở thế giới tư tưởng, thấy cái gì có cái đó. Cho nên mình không có nên về cõi đó, mà Đức Phật chỉ khuyên cõi người này vì thọ mạng ngắn mà có khổ có vui. Cõi trời không có tình cha tình mẹ gì hết, cõi trời là tại vì quá sanh. Chẳng hạn như thiện hội với một tiên nữ đang ngồi trên đó thì có đứa nhỏ nó có nhân duyên làm con ở trong cái cung trời đó, thì tự động cái đứa nhỏ nó quá sanh ra, cái nó lớn bằng đứa nhỏ 16 tuổi đẹp rồi. Nếu mà nó là con trai thì nó lại quá sanh, nó ngồi trên cái đùi trái của người tiên nữ, mà nếu là con gái thì nó ngồi trên đùi phải. Vậy thôi, thành nó không có sanh đẻ thì nó không có tình thương nhiều. Rồi trên đó là phước báo xe cộ tự khó, thành nên người ta không có bệnh hoạn. Cho tới sống tới 80 mấy triệu năm nãy nói đó, thì coi như là hết phước, cho nên người ta không có tu, Phật giảng không nghe. Ủa hết phước thì đâu? Rớt xuống. Ủa sư phụ, vậy là mấy cái người mà theo đạo Công giáo á, khi người ta chết á, người ta đi lên thiên đàng, đó là... Có cõi thật. Đó là cõi trời đúng không? Cõi trời, trong đó là cõi trời Phạm Thiên. Cho nên là ở trong kinh nói là chủ tể cõi ta bà là Đại Phạm Thiên Dương. Tôi nói vậy là không biết nè, một cõi trời trong kinh xác nhận. Bây giờ họ xin họ là chủ thể cái cõi này. Ông Phạm Dương ông coi luôn cả mấy ông trời đấu sức, ông trời này kia hết. Còn Thiên Ma Ba Tầng là cõi trời thứ 6, cao hơn cõi trời của Đức Phật Di Lặc nữa. Thiên Ma Ba Tầng là ai? Là những đệ tử Phật mà tu rồi ngã mạng, tu mà còn cái ngã, rồi vô xưng là vô thượng sư, vô này kia. Với bà Thanh Hải ngày xưa bà là ai? Bà đệ tử Phật, đệ tử của một vị hòa thượng, nhưng bà đi qua bên kia bắt tu thiền rồi khi ma nó trích vô, rồi nó sinh này sinh kia, thầy tỷ có đồng ý không? Thành ra cái loại đó là mình thầy đã từng gặp rồi.
Thiên Ma Ba Tầng là nó nhiều lắm. Ở trong đây Thiên Ma Ba Tầng nó vẫn ở đây trong làng này nhiều lắm, người gì cũng biết. Chẳng hạn như bây giờ tôi giảng về cái gì đó thì nó không đánh được tôi mà nó mượn miệng đệ tử nó vậy. Rồi chẳng hạn như nó muốn xáo trộn cái nhà bếp này đó, thì chẳng hạn như bình thường đó, là cô Huy Thiền cũng nấu về bình thường lắm, nhưng mà tự động cô Huy Thiền đang cực khổ nấu được cái gì thì có Ma Thiên Ma Ba Tầng nó bắt mẹ nó nói một câu chê khen, rồi nó không làm mà nó còn chê thì chê là cô Huy Thiền nó điên lên rồi xáo trộn liền. Cái chuyện này có thật như Sư Như Thủy. Hồi năm 70 mấy ở tại Biên Chiếu, có con ma nó nhập vô, nó nói với cổ là nói là thế giới gì đó, thì cổ nói tôi thiền theo mà tự sanh tự, tôi không tin ma quỷ này, tôi tu là tôi để tự Phật là không quy y thiên thần quỷ vật, cho nên không có tôn trọng. Mấy ông có thần lực gì mà bằng tôi là thì không đi để tự Phật. Cái nó cười nó chiều nay tôi cho cô với sư cô Hạnh Đông biết lộn chữ lộn chơi. Cái gì Sư Như Thủy, ta tôi là một cái người thì không đi tu thiền, biết tất cả đều là quyển, không có vọng tưởng đâu, đừng có vô đây mà để mà làm cái trò đó. Thì chiều đó tự nhiên cái đài truyền hình Sài Gòn nó mới có một cái phái đoàn quay phim, nó mượn cái cảnh thiền viện Viên Chiếu. Mà lúc đó đi Sư Như Thủy làm giám thọ, đi Sư Như Đức thì làm là chủ trì, ở ngoài Thượng Chiếu thì Hòa Thượng Nhật Quang đó. Thì sau khi mà cái phái đoàn đó nó mượn cái ao sen của cái Viên Chiếu để nó quay một cái hoạt cảnh cho đài truyền hình của Di Phẩm á, thì cô Hạnh Đoan cô đang làm rẫy, cô đi cuốc đất cô về thì cô mặc cái áo hồi xưa tôi chiếu nghèo lắm, rách rưới này, cái áo bụng tay tay, thì đại tình hình đang quay cái cảnh đó, cô Hạnh Đoan cô cúi xuống cổ hút nước dưới giếng cô đổ lên, thì rồi kêu kêu kéo về cái áo nó tẹt ra một cái, nó lòi hết cái lưng ra. Đại tình hình quay dính quyền đi xuyên trong này đi ra chạy tắt xong bà ta nói rằng không hiểu quay đi thì đại tình hình đang quay mà tại sao lại mặc áo rách vậy. Cái lúc đó con ma nó nhập vào một cái người Phật tử, nó tôi nói với TC rồi mà, tôi nói chiều nay tôi cho hai chị em hai người quýt lộn về có tên thế giới quỷ thần chưa, ghê sợ chưa. Thật ra những cái mà ở đây dù nó làm cho người này nói kia thì biết điều là thiên ma nó quậy trong này, kể cả thầy tẩy tắm đi cũng là thiên ma nữa. Ổng bây giờ ổng không có mê gái thì làm sao nó đưa gái vô, cỡ thiện hội thì đưa gái vô còn dở được liền, phải không? Ở như thiền hội là thầy tu á, thì nó đưa cho một cô gái nào lên cái gì, dạ thưa thầy hôm nay con sao hạn mà con muốn quy y với thầy, quy y xong nhau mới thấy thầy thiền hội sao mà hồi đó nghe thầy là kỹ sư, là thầy giảng dở, thầy kỹ tu nhà mãi che thầy sao cũ rồi em mua cho thầy một chiếc tét ra chạy cho nó đỡ áo xanh. từ từ cái nó kéo thiền hội ra lắm, thấy không? Nhưng mà tại vì sao, rồi có những người như thầy tiểu quán á, ổng không có mê gái, ổng thấy là bà lộng chữ rồi, phải không? Thì nó dùng những cái mê khác. Rồi bây giờ thầy chạy tắm sao nó kéo ra, ổng không phiền não với ai hết, nhưng mà tự động nó xuống khiến hồi cái là ổng nghĩ về, ổng thấy cái cảnh mình hồi bệnh, rồi xin người nghĩ tới ta, ổng nghĩ bây giờ ổng lẽ là ổng mình hồi bệnh có dịu hướng lo, còn ổng bây giờ không có, bây giờ thôi về nhà vợ con nó lo, thì vợ con Thiên Ma Ba Tầng nó bắt vợ con nói, mà cỡ như ngày A Nan mà Thiên Ma nói, còn ổng còn bị chấn động có không cái gì? Nói Phật nói một người chứng quả vô thượng chứng đạt chứng giác có thể trụ mạng ở đây một kiếp tính ra là rất là lâu, tới mấy triệu năm rồi. A Nan, Như Lai chứng quả vô thượng chứng giác, cái phước báo của Như Lai khi còn hạng Bồ Tát dư sức để trụ thế ở đây một kiếp, nói ba lần nhưng mà Thiên Ma Ba Tầng mới dùng thần thông để bịch, cho nên ngài A Nan không nghe. Rồi sau khi ngài Như Lai đi ra để mà lấy đồ ăn đi vô cho Phật thọ trai, thì Thiên Ma Ba Tầng nó quy vô, nó quỳ, nó nói bây giờ tôi xin thỉnh ông nhập niết bàn, tại nãy đệ tử ông nói ba lần mà ông không có thỉnh, thì thôi bây giờ tôi thỉnh ông ở đây riết người ta thành hòa thành Bồ Tát A La Hán, cho nên cái quyến thuộc của tôi không còn, cho nên tôi xin ông trở thành Phật được rồi, ta nhận lời 3 tháng ta nhập niết bàn. Thì A Nan trở vô cái nghe tin Đức Phật đó chuẩn bị đi, ta 3 tháng rồi tôi dặn đến bà, A Nan khóc, tại sao bà không nói này, ta nói 3 lần, nhưng mà A Nan nói con chưa chứng quả, thì ta biết Thiên Ma Ba Tầng mới dùng thần lực nó bứt lỗ tai của ông, con nghe. Cho nên quý vị đừng có nói khi mà cái thầy tệ tánh không phải là cái hạng người mà không có chức trọng sư phụ, nhưng mà khi nói cái gì cũng vậy, nó dùng cái thần lực nó làm cho ông phải đi vào con đường đó. Tại vì một người mà giảng sanh á là cung điện Ma Dương dung chuyển á, cô Diệu Kiều này mà cô giảng sanh đó là cung điện Ma Dương rung chuyển luôn,
thành ra nó mới đánh phá vào những cái chuyện mà lùi bu không đứng được. Nói sư đệ tử nói này nói kia với sư phụ, thì sư phụ là người cứ gọi mà tâm không thanh tịnh là sư phụ để cô rớt liền. Thầy cho thầy biết cái đó là thiên ma, thiên ma. Cho nên là những cái câu nói mà sư phụ là băng rừng dược đều Oregon trong ngày tiếp mà lên đây nó nói một câu mà không biết ơn biết nghĩa, thầy nghĩ cái người đó không phải là người mà phải là ma quỷ mới nói được câu đó. Thành ra lúc đó thầy chấn động, chứ lúc mình đứng mình hộ niệm mà mình nhìn qua mình bắt đầu trao lòng, mà trao lòng là thầy biết là mình sai rồi, mình không thanh tịnh làm sao mà mình kích động được cái hạt giống thanh tịnh của cô Diệu Kiều đó. Cho nên đó là biết được thiên ma trong này nó quậy dữ lắm. Quý vị để ý có những ngày nó quậy cho chúng trong này tự nhiên là dẫn nhau những cái chuyện rủi bú không, tụi con đã từng trải qua cái đó đó. Cho nên phải biết thiên ma nó ở sát bên chúng ta, và khi mà nó là những người tu rồi nó cho là Phật thua nó, pháp của Phật thua, thì ngày xưa cái thời đó là như Đề Bà Đạt Đa rồi cũng cho là Phật tu thua, có sửa giới lực của Phật đó. Thì ở đây có những thiên ma bây giờ nó nói kinh Địa Tạng không có nè, nó kinh Pháp Hoa không có không cô Huệ Tiên, nó nói như thế này kia, thì cái loại đó khi nó cũng tụng kinh, nó cũng niệm Phật, nó cũng ăn chay và thanh thản của ăn chay, nhưng mà nó kéo người ta thành ra vậy, thì nó được sự trợ lực của thiên ma ba tuần, thành nó nói gì người ta nghe đó. Nhưng mà trong kinh mà nói về ngũ ám ma đó, trong kinh Lăng Nghiêm á, khi mà nó hết sự gia hộ của ma thì nó xả pháp lực, thì nó đạt bả giờ nó đâu được vô Mỹ gì hết, thầy nói không, rồi mất cái sự gia hộ của thiên ma, nó chỉ hộ thời gian thôi, hộ thời gian là hết. Cho nên và thượng chư quán nói ngày nào còn kinh Lăng Nghiêm thì ngày đó là còn hợp pháp. Cho nên chúng ta phải trì kinh Lăng Nghiêm, trì Lăng Nghiêm đó, thì quý vị nhìn những cái khe là như vậy, nó đâu phải là ma là nó đem ma nữ vô, không có đâu. Tự nhiên là nó làm cho mình tính toán những cái chuyện mà nó đi vào cái vô minh mà nói không nghe, về ở với con cháu là chết rồi. Sao là sư phụ nói anh vừa xưa đó, sư phụ nói mày ra khỏi làng là mày chết đó, ra khỏi tháng chết đó. Đó, thầy nói ra khỏi làng chết, ông nói cũng là sa di đó. Thầy nói ra ở lại đây đi. Ông gì đó, nhớ bên này, ông gì đó. Nguyễn Đạt Sa Di đó. Lúc ở trong này tôi nói con đó, ráng ở đây với thầy hết năm nay rồi đi, không tin đi rồi ráng đúng tháng sau chở sớt cầu siêu chết. Thì đó là những cái thiên ma kêu là tử ma. Thành ra bây giờ cái đồng túi của thầy Đại Tấn là còn bao lâu nữa. Ông ở đây là mình phải thấy là mình phải có trách nhiệm với một vị tăng thanh tịnh, hiền lành, mà giờ ổng lại đi về trong cái đường nguy hiểm được kinh Địa Tạng. Mà con cháu bây giờ thầy nói xin lỗi nha, thầy hỏi con thương ba má con vậy đó, nhưng một ngày nào mà ba má con bệnh đó, mà giống như cô Diệu Kiều rồi, chắc gì mà con có thể mà lo được, tại vì con dở, con khó, con đủ thứ, nó xáo trộn đời sống của con hết, con có đồng ý không? Con lo cho mẹ con đó, thì còn bên con dở nữa sao, lúc ở nhà con biết thành địa ngục ai à? Thì cuối cùng rồi con chịu không nổi, đừng nói về cái bụi phẩm về nước tiểu không á, con thấy má con đàm nó tạo ra đây con thấy nó bất tịnh rồi, không? Bây giờ ai đi ngang cái phòng cô Diệu Hướng đó là địa ngục phẩm về nước tiểu ngay trong làng Di Đà, con có vô tâm không á? Thì ngay chữa đã nghe rồi, ông tệ bệnh á. Mà quên cũng mời con mày nhạt mũi. Ông Thầy Bình ông nói là ông khâm phục, ông khâm phục cô Diệu Hứa. Thì cái tình thương của Diệu Thấu đến nghe phòng là mình nghe rồi cửa. Thì bây giờ những cái bằng chứng như vậy là quý vị đủ tu chưa mà quý vị không tỉnh, nó xảy ra cho vợ chồng của bên Hồi Diệu Hứa, thì nó cũng thể xảy ra cho những cặp vợ chồng còn lại trong này. Mà quý vị không thấy cái đó là quý vị vẫn hên thua. Thì giống là như kinh Pháp Hoa, ta có 500 đứa con nó đi lạc vào cái nhà lửa này, chạy rải đông tây hên thua phải mấy, không biết gì là lửa, không biết gì là nhà, mà nhà này nó sập xuống tới nơi rồi, bốn phía lửa cháy lên, chỉ có một cái cửa duy nhất, mà ta bây giờ sao mà ta có tay đồng khéo, cho nên ta nói ra đây đi, ta sẽ cho xe hô, xe nai, xe tâu. Tại sao thời đó là cho xe, tại thời Đức Phật cái xe tâu là ngon nhất, còn bây giờ phải nói thì sao? Tesla. (Cười)
Hồi đó tôi nói dụ cho tôi chiếc xe tâu, mà trong đó mình nghe chuyện chính là được quyền quyền nghĩa không à. Xe tâu đó là có trắng đẹp, xích đi như gió, tâu đi chậm liền sao đi như gió, đọc kỹ coi. Rồi trang màng lộng rồi đến đó mình hiểu lời nói rồi dụ dỗ mà dụ nhất ra. Rồi ba con chạy đua ra hoài hết trội rồi, thấy không? Đầu tiên tôi nói đứa nào chạy sốt vô làm vậy là tao cho chiếc Acura chạy, thằng ba tao cho chiếc nó xịt, mà là sốt nhất tôi cho chiếc Tesla. Thì đó là xe thích chia ra ba loại, thấy không? Thì cũng vì cái tham dục mà chạy ra. Nhưng chúng sinh Phật cũng dụ cho cái lòng tham mà chúng ta mới chạy đua nhau để mà tụng kinh niệm Phật thì xuống rồi ra khỏi nhà lửa, phải không? Cho nên khi hiểu thêm rồi quý vị thấy nhớ từ nay thấy cái cảnh trước mặt mình giống đâu hết. Thấy vợ chồng bên hồi dưỡng hướng thì quý vị tỉnh dùng cho thầy đi. Rồi thấy cô Diệu Kiều đi mà được phước báo như vậy, tôi thấy đây nhiều người mê đó. Mùa dịch đó, cô gì mà ở Arizona đâu mất này? Nguyên cảm. Ờ, cô Nguyên cảm cũng này, con thấy con mê quá. Mùa dịch mà như vậy đó quý vị. Hồi nãy có cái sáng này là Hồng Đức nói chú Thầy Đức, chú nói của cư sĩ mà sao được tràn phan đoạn cái giống như một vị hòa thượng vậy. Thì đa số cái này chỉ dành cho tăng thôi, nhưng mà tôi nói rõ tôi đang thi hành các pháp môn thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, đúng không quý vị? Bây giờ có những ông sư được tràn phan đoạn cái mà không cho cư sĩ vô. Rồi có một ngôi chùa bên cái xịt đó là ông phó trụ trì là thượng tọa mà ông di tịch không cho làm ở chính điện, bắt làm ở nhà học đó. Thì như vậy ông thầy đâu có bình đẳng không? Thì bây giờ cái phật tánh của tôi và phật tánh của Diệu Kiều á bằng đâu không? Phật tánh của Niên Vị Tăng cũng ngang nhau à, nhưng mà cái luật của Phật mà tự nhiên cho người vô đây, nhưng mà có những ông thầy chưa chắc có xá lợi bằng cô Diệu Kiều này đó, phải không quý vị? Thì ai mà gọi điện thoại vô có cái ông thầy chỉnh không nói nha, tôi thấy cái lời kim tại sao thầy làm sao được Phật và tràm phan bảo cái chỉ dành cho tăng ni và các vị hòa thượng. Thì tôi hỏi bây giờ tôi ông có thấy tôi dành tràm phan bảo cái gì không? Coi chỉ tôi không có rõ, nhưng mà tôi nói đọc tôi nghe nè, Nam Mô A Di Đà Phật chỉ dành cho hòa thượng hay dành cho cư sĩ cái tràm phan đó? Rồi Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát dành cho hòa thượng hay dành cho cư sĩ? Đức Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Danh Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mà tôi nghe cái đọc kinh nào chỉ dành cho hòa thượng không? Mà cái ông Đại Thế Chí ông chỉ độ hòa thượng không độ cư sĩ là sao? Cái tôi nói cho ông nghe, bây giờ đó ông muốn chứng minh được á, thì á khi mà ông chung rồi á, ông đem xá lợi của ông so với xá lợi của bà này rồi mới nói chuyện được. Thành ra cái này của chị đây là cái phước báo của cô Diệu Kiều của người giảng sanh. Mùa dịch này những vị cao tăng như ngài khen đuôi dê, nếu mà không bị dịch tôi phải đi, cái hệ thống này phải đi, vì ngày qua ngày làm những chuyện giúp cho mình rất nhiều trong khánh thành chết rồi. Ông là đệ tử rất lớn, nhưng mà cái mùa đại dịch này không đi được, thầy mới được chụp cái hình là thầy đứng với ông chụp hình đó. Đó ngài khen là nổi tiếng, mà cái đám tang cũng rất là buồn thẻ. Cho nên quý vị cố gắng nghe lời giảng của thầy, rồi cố gắng hành động cái giọng tâm và an trụ chân tâm. Thế là quý vị biết thấy rõ là thấy các tướng mà không phải tướng, đó là nói về cái kim cang. Mình không có tướng ngã, không có tướng ngã thì không có tướng người, không có tướng nhân, không có tướng thọ giả, cái cảm thọ của mình không có đúng. Mình thích sầu riêng thì sầu riêng là ngon, mà mình không thích sầu riêng là sầu riêng là thúi. Cho nên chư pháp không có thúi và thơm, không có dơ và quế. Hiểu được như vậy rồi thì ngày nào cái nợ này, cái mạng này, tướng đại này nó hết thì củi hết lửa tắt. Sanh là mặc áo đông làm vị Bồ Tát rồi xuống đây để quá độ chúng sanh. Tử là cởi cái áo hàng gánh nặng tràn ngàn cân nó được cởi đi. Nhưng mà quan trọng là chết như là Diệu Kiều đó thì mới là chết tốt. Còn chết mà không biết đi về đâu, đóng ở dưới đầu gối vào trong ba đường ác làm con bò con heo, lúc đó muốn nghe kinh nghe cũng không được. Con bồ câu ở trong làng Di Đà không bao giờ nghe kinh được. Chúng ta lợi dụng một ngày ở đây để tu bằng một ngàn năm ở cõi khác. Cho nên nhiều người nói sao mà họ đi ra họ bỏ tất, tại vì đó họ cứ tưởng vô đây là cái ông Phật Di Đà bằng đá bự, cái đài Hồng Chung bự,
nó làm cho ông giảng sanh. Và họ vô đây, họ tưởng vô đây đó là hết phiền não là do những cái tướng này, mà vô đây họ không hết phiền não, họ đỡ thừa là tại vì cái chánh điện, tại vì cái nhà ăn. Nhà ăn nó có lỗi không quý vị? Nhiều người nói tôi không muốn xuất nhà ăn nữa, tôi câu sống ăn với cho khỏe. Vậy là nhà ăn nó không có lỗi, cái lò ga nó có lỗi không, cái máy rửa chén có lỗi không? Không có. Mà chính là những người nấu bếp ở trong đó, phải không? Mà những người nấu bếp ở trong đó họ làm công đức rất nhiều, nhưng mà nhiều khi họ dạy thì tôi sẽ có bài thách nói với người trong nhà bếp để uống đi. Cái của có đại chúng là của Tam Bảo. Thành ra khi quý vị, nhiều khi quý vị giữ lại những của Tam Bảo, nhiều khi ta nếu là nấu người ta không ăn trên này, ta không nấu cho mình, nhưng mà còn dưới ta xin tu vô mình phải cho. Mình cho thì đúng là mình không có bị cái tội là yếm, yếm của Tam Bảo. Tất cả những người trong này đều là những người nằm trong cái chúng này, cho nên mình phải mở vô tình mình kiếm cái, mình kiếm được coi như là 1.000 đồng cái phước đức, rồi mình lại đốt, đốt hết cái phước do những cái mình không hiểu đạo. Thành ra thầy có nghe những cái người tiếng nói là thế này, là có dưới là cái người với nhà bếp mà coi điều hành nhà bếp hiện tại đó, là cô dì Giác đó, là tụi con nhiều khi xuống xin một cái miếng cơm tu vô về cổ cũng không cho, cũng giữ lại, cái đó không đúng. Hoặc là khi con nó vô con công quả là cổ cũng giống như là cũng không có cho làm, hoặc là cổ như là ấy. Thành ra đó là cái dạy nhà bếp không ai dám lãnh. Mỗi khi cổ lên cổ lãnh lễ thầy cổ chúc Tết thì thầy nói đây là chỗ khổ cho con đó. Nhưng mà nếu mà con chuyển được thì con sẽ trở thành ra là Bồ Tát. Mà nếu không còn ở đây, con sẽ bị nhiều cái đau khổ. Nhà bếp là cái chỗ ai cũng sợ. Tại vì nếu ai mà cũng nghe kinh Pháp Hoa thì nhà bếp trở thành ra là tịnh độ rồi đó. Tất cả dầu đồ ăn ngon dở vô miệng thành trăm lồ. Nhưng mà vậy đây phần phu vô ăn đó là chê khen đủ thứ, làm ra một cái tô canh cực không. Nhưng mà chê một tô canh dở ngon lẹ không. Nhưng mà có những người chê đó lại bị sức làm không làm. Thì nó tôi nói sơ thôi. Vì nó tối rồi thì ra là cho nghỉ sức ăn chiều. Rồi tối nay đó là chứ không có chương trình gì hết. Thì dành cái thời gian còn lại để tụi con có thể ngồi đó để hồi tưởng những cái chuyện mà nhân duyên mẹ con, rồi có những cái gì bây giờ thầy muốn nghe. Tại vì cô đã giảng sanh thì tụi con muốn làm gì là muốn khóc thì cho khóc, muốn làm gì làm được, muốn khóc muốn lăn rồi muốn thê người khóc mướn gì thì cho hết. Lớp này con muốn mướn thê mấy người khóc mướn, có những người chuyên môn khóc mướn thì cho thê luôn, không sao hết, không làm được thì con khỏi lên kia rồi. Cho nên tối nay là ngủ đây, muốn ngủ thì cứ lấy xử lý mình bé vô rồi tâm sự dồn mẹ đã, rồi nói chuyện đã, rồi coi như là không sao hết, bả đã giảng sanh rồi. Thầy chỉ là ngại chút mà con đã nằm trong cái vụ mà chuyển từ Phật phu lên cõi cực lạc, rất là ảnh hưởng. Thôi tôi nói chuyện trong cái buổi tang lễ cô Diệu Kiều cũng như sách tấn sự tu hành của cư dân trong làng, biến phiền não thành bồ đề. Và đó là cái cách tắt nhất, không phải chờ để mà về cực lạc mới nếm được mùi pháp vị. Và nhớ kỹ, cô Diệu Kiều cũng do nghe pháp mà cô mới thả thân rất lẹ. Và trong các bài kinh thì muốn giảng sanh thì phải tôn trọng kinh điển đại thừa. Cho nên quý vị phải biết là chúng ta có phước để cảm tạ cái công đức của cô Diệu Kiều. Nhờ có cô Diệu Kiều xả báo thân trong cái mùa đại dịch, và đó là cái động cơ thầy phải bất cứ giá nào cũng phải về. Tại vì cách đây 3 tuần lúc con gọi điện thoại cho sư ông, con nói là má con nản lắm, thối tâm lắm, thì sư ông mới nói chuyện, đưa nói chuyện, và thầy nói Diệu Kiều, sư phụ hứa là cô, thầy không bỏ và cô sẽ giảng sanh. Thì nói xong là bà lên tinh thần và bà sống được tới như là cả tháng mấy nữa, phải không con? Rồi thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để cho đại chúng thổi âm chiều, và chương trình đó là trở lại tụng kinh Lăng Nghiêm sáng mai tụng ở đây. Tại vì đây là tang lễ vào lúc 6 giờ tới 7 giờ, rồi ngày mai thầy sẽ có một thời gian nữa cho tới khi 10 giờ. 10 giờ thì chúng ta có cái lễ cúng cơm, cúng cơm cho cô Diệu Kiều tiễn đưa con, rồi chuẩn bị tràng phan bảo cái chúng ta cầm đi để mà tiễn cô lên xe nhà hoàng để cô đi hỏa táng. Và sư phụ yêu cầu con phải nói chuyện với nhà hoàng càng sớm càng tốt,
là cái xá lợi này sẽ được bao lâu. Nếu ông nói là tuần tới, bữa nay là thứ sáu hơn, ông nói thứ bảy tuần tới sẽ ra, tôi sẽ ở lại tới tuần tới luôn để tôi chờ sàng xá lợi. Tại vì không thể để nguội lạnh nó không hay, mà tôi muốn rằng cổ sàng xá lợi rồi cho Phật tử họ chiêm ngưỡng luôn đó. Còn nếu mà nó nói khoảng mấy tuần nữa thì sư phụ chắc nó không thể dời lại một cái ngày 49. Còn nếu nó nói trong một tuần nữa thì sư phụ sẽ ở lại cho tới hết tuần sau để mà sàng lọc xá lợi xong rồi sư phụ mới về lại trụ xứ. Rồi chúng ta hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi xin chào tạm biệt tất cả quý vị đang theo cái live stream tăng lễ của cô Trần Thị Kiều, pháp danh Diệu Kiều, tại làng A Di Đà, Indo, California, Hoa Kỳ. Mấy giờ trở lại? Cái gì? Mấy giờ trở lại? Không có trở.